Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé, xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái điện thoại 2 sim 4G nhé. 2 sim 4G giá của nó sẽ là 490.000. Đấy, 490.000 cho một con điện thoại 2 sim 4G hàng của Nokia nhé. Hàng này hàng của hãng Nokia này, các bác yên tâm mà sử dụng rồi. Đó, hàng của Nokia 105 4G Pro nhé. Hàng này là hàng 4G cho nên là các bác yên tâm sử dụng luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp nhé. Sản phẩm khi bác nhận hàng sẽ bao gồm là một điện thoại Nokia này. Hàng này của nó là pin trâu pin khủng nhá. Đấy. Hàng này là pin trâu pin khủng pin to luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, quả pin của nó cực kỳ khủng luôn. Đây. Pin rất khủng luôn nhá, hàng của thương hiệu Nokia. Pin này của nó phải gọi là dòng pin siêu khủng luôn. Đấy, pin siêu khủng luôn nhá. Đó. Hàng của hãng Nokia bàn phím bàn phiếc cực kỳ mượt và ngon luôn. Đó. Có đầy đủ cho các bác nhá. Pin này. Đấy. Pin trâu nhá, pin to pin trâu này. Đấy, một cái cáp sạc này, một cáp sạc một pin trâu. Đấy, một cáp sạc một pin trâu như này. Đó. Điện thoại thì rất là ngon luôn nhá. Điện thoại rất là ngon luôn. Tiếng Việt, hàng của thương hiệu Nokia, lắp 2 sim thoải mái nhá. Ngoài ra thì có cả đèn pin chiếu sáng cho các bác luôn nhá. Có cả đèn pin chiếu sáng đây, đèn bật chiếu sáng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con điện thoại 2 sim Nokia như này. Giá của nó sẽ là điện thoại 2 sim 4G, giá của nó sẽ là một chiếc như này là 490.000 nhá. 490.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, điện thoại 2 sim 4G 490.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thìa nhá, thìa sẽ là 10k một chiếc thìa như này. Đấy, thìa bạc nhá. Các bác lên cho em là thìa bạc 10.000 một chiếc và bác nào lấy cả chục thì sẽ là 80.000. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn phở, ăn cháo đều được nhá. Hàng inox 304 có đánh nhám chống trơn trượt này. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là thìa bạc 10k một chiếc. Mua lẻ còn là mua cả chục thì sẽ là 80.000 một chục nhá. 80.000 một chục. Hàng to, dày dẫn chắc chắn. Đấy, rất ngon lành luôn. Tiếp theo là hai cái mẫu môi nhá. Hai cái mẫu môi như này thì 40.000 một chiếc các bạn, 40.000 một chiếc. Nó sẽ có môi môi lỗ và môi môi lỗ và môi đặc nhá. Đấy. Con này nó sẽ là môi lỗ này. Đấy, môi lỗ như này. Thì các bác có thể dùng để ăn phở rồi nói chung là đa di năng luôn, rất dày dẫn nhá. Rất dày dẫn để mình chế biến đồ ăn thực phẩm này. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng đặc hết như này nhá, hàng đặc hết như này cho nên các bác dùng nó rất là thích đây các bác này. Đó. Đặc hết như này rửa giấy nó dễ này, múc cũng rất là ngon luôn, không bị lửng chừng nhá. Đó, rất là ngon như này. 40.000 một chiếc thôi. Rất là dày luôn, 40.000 một chiếc. Đấy, 40.000 một chiếc các bác nhá. Đó, 40.000 một chiếc thôi. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hạc đồng nhá. Đấy, một con hạc như này giá sẽ là 70.000 và cái 70.000 một con hạc, còn cái chầm hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. Chầm hạc là 60.000. Đây. Ở đây nó sẽ là một con hạc như này. Đấy, một con hạc rất là đẹp luôn, bằng đồng. Và về nhà thì nó sẽ là một con hạc và một cái lư sen như này. Các bác đeo vào cái miệng nó cho em. Đó. Mình để trên ban thờ hoặc là các bác để trên bàn. Đấy, để trên bàn mình buổi sáng hoặc lúc nào mình cần tĩnh tâm thì mình cho nhang vào mình sử dụng nhá. Đấy. Lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng này thì sẽ là 70.000, 70.000. Đấy. Các bác xoáy ra cho nhang vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, để trên ban thờ hoặc là các bác sử dụng trực tiếp rất là ok. Lên cho em là hạc đồng giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái con hạc đồng như này. Còn bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Nhang hạc thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho 60.000 cho một cái hộp nhang. Đây. Đây là hộp nhang này, 60.000 hộp nhang đây. Đấy, hộp nhang này thì nhang trầm tương đối là thơm luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là nhang hạc là 60.000, còn là hạc đồng là 70.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bộ ba móng Đức nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ ba bấm móng nha. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Bộ ba bấm móng rất tuyệt vời nhá. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bạn. Đấy, nó sẽ là bộ ba bấm móng 90.000, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Nó sẽ bao gồm là ba cái bấm móng này. Đấy, ba bấm móng như này đựng trong hộp nhôm xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng đây. Ba chiếc như này. Và giá thì sẽ là 90k nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Bấm móng tay móng chân tanh tách luôn các bạn này. Đấy, bấm rất là ngon luôn các bác theo. Đó. Bấm tanh tách luôn. Đó, đây. Rất là phê các bác nhá. Đó. Rất là phê luôn. Đó. Sẽ có cả một cái bấm khóe như này để các bác đưa vào những cái khóe tay khóe chân, những cái vị trí mà các bác bấm nó khó thì các bác đưa vào những cái khóe này cho em này. Đấy, đưa khóe cho em. Đó.
các bác vừa bấm vừa mài đi cho nha. Đó, có cả phần mài luôn nhá. Đó, một cái bộ ba bấm móng Đức như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá, giá sẽ là 90k. Hàng trong hộp như này. Đấy. Bộ này thì đợt này nó sẽ có cho các bác thêm một cái mài này luôn. Đấy. Hàng này thì đợt này sẽ được tặng thêm một cái mài nhá. Đấy. Có hàng thì có đợt không, cho nên là các bác cũng thông cảm cho em. Hàng về theo lô, lô này là sẽ được tặng thêm một cái mài nữa. Đấy. Thì có đợt không nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba bấm móng Đức, giá 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái keo dán tôn 5 phân, 20.000 một cuộn. Đây. Các bác vệ sinh cái phần tường bị mái bị nứt đi sau đó thì các bác lột ra dán cho em. Cực kỳ là nhạy và tốt luôn. Keo dán tôn 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bát pha mì như này nhá. Đấy, lô này về thì được tặng thêm một cái thìa nữa. Đấy, có lô không nhá, em nói thẳng thế luôn. Đó. 40.000 nhá. 40.000 cho một cái tô mì như này. Đấy, giá thanh lý giá tốt cho bác luôn, 40.000. Lên cho em là tô mì nhá, tô mì 40k. Đó, giá hợp lý luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ ba hũ gia vị này. Bộ ba hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 cái bộ ba hũ gia vị như này. 60k cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các anh nhá. 60.000 thôi. Tiếp theo là mẫu kìm đỏ này. Bên em lên tên nó là kìm đỏ nhá. Nó sẽ có đầu bằng và đầu nhọn, giá thì đều là 100.000 hết nhá. Giá đều là 100.000 cho một chiếc. 100.000 cho một chiếc kìm như này. Tiếp theo là đến cái con nguồn nồi cơm các bác nhá. Đấy, nguồn nồi cơm này. Nguồn này thì để các bác cắm nồi cơm cho em, 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cái dây nguồn như này. Dài thì nó vào khoảng là từ 1,5 m các bác. Đấy, khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Hàng loại dài cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, nguồn nồi cơm như này để các bác cắm nồi cơm cho em. Lên cho em là nguồn nồi cơm nhá. Giá chỉ có 30 cành thôi. 30k cho một cái dây nguồn cắm nồi cơm như này nhá. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo nó sẽ là một con ép tỏi này. Giá sẽ là 100.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành, cho tiêu, cho ớt vào đây ép được hết nhá. Nhưng mà em đặt tên nó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 hàng thương hiệu Winling của Đức, ép tỏi 100 các bác nhá. Ép tỏi 100k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp và giấy lau dầu mỡ. Lau bếp, lau dầu mỡ. Các bác lên cho em là giấy lau bếp, lau dầu mỡ. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa ở đây. Các bác lau bếp, lau gian bếp vệ sinh rất là tốt luôn. Giấy lau bếp giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đây. Rất là thơm luôn nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và các bác thấy không? Em lau một cái phần mực nó tẩy ra này các bác này. Đó. 25.000 cho một bịch lấy giấy lau bếp như này nhá, 25.000 thôi. Giá hợp lý luôn. Tiếp theo là một con đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 cm thôi. Nhỏ gọn, tinh tế, rất là đẹp luôn. Đó, đây, các bác đeo lên cho em. Đồng hồ treo tường, 75.000. Đấy, mua một con máy bây giờ, mua một con máy thường, giá của nó cũng đã là đi 40.000 rồi. Đấy, mà mua cả một con đồng hồ như này, giá chỉ có 70.000 thôi. Đồng hồ treo tường, 75.000. Xin lỗi các bác, 75.000 cho con đồng hồ treo tường. Đường kính của nó là 20 cm, 20 cm, 75.000 cho một con đồng hồ. Tiếp theo là một cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô như này, giá của nó sẽ là 90.000 cho ba cái tô. 90.000 cho ba cái tô như này các bác nhá. Đấy. 90.000 cho ba cái tô như này. Hàng inox 304. Dày dẫn chắc chắn đẹp nhá. Đấy. Một bộ bao gồm là 3 chiếc này. Đấy, 3 chiếc. Giá chỉ có 90 cành cho bộ ba cái tô như thôi. Con to nhất này của nó thì nó sẽ là 1,8 lít, gần 2 lít. Con nhỏ nhất này là 900ml. Thì các bác có thể dùng để múc canh, múc riêu hoặc là làm nộm, làm nếp cũng ok luôn. Đó, bộ ba tô 90.000. Tiếp theo là đến cái thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là 1 chiều 40 và 1 chiều 60. Đấy, cho nên là em gọi nó là thảm 46. Giá thì sẽ là 45.000 nhé. 45.000 cho một con thảm 46 này. Đấy. Có rất là nhiều màu sắc thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Rất nhiều màu sắc luôn. Thảm 46 các bác nhé. Đó. Bên dưới là cao su non chống trơn trượt này. Đó. Bên trên của nó là nỉ lộn nhá. Nỉ lộn thấm hút nước tốt, không bị trơn trượt, không bị bong chốc nhá. Giá của nó sẽ là 45.000. Thảm 46. Tiếp theo thì sẽ là mẫu thắt lưng. Thì thắt lưng dù thường giá sẽ là 35.000 nhá. Mẫu này mẫu thanh lý. Lên cho em là mẫu thắt lưng dù thường thanh. Thắt lưng dù thường 35.000. Đấy, 35.000 cho mẫu thắt lưng dù thường này. Thắt lưng dù lỗ thì sẽ là 70.000 này. Đấy. Thắt lưng dù lỗ nhá. Đấy.
thắt lưng dù lỗ đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy. Ở đây thì nó có rất nhiều lỗ luôn. Có rất nhiều lỗ này các bác này. Đấy, rất nhiều lỗ này. Đấy, nó có tới mấy chục phân lỗ luôn. Thì các bác muốn dùng cái lỗ nào thì dùng, nó rất là tiện. Đấy. Dù thường là 35.000, dù lỗ là 70.000. Đấy, dù lỗ là 70.000 các bác nhá. Dù lỗ là 70.000. Dù này có lỗ này là 70.000, thắt lưng dù thường là 35.000. Giá thanh lý cho các bác một con thắt lưng dài mét mấy 2 mét có 35.000 thôi. 35.000 thôi các bác nhá. Con này thì các bác cứ đẩy lẫy vào cho em là xong này. Con này là 35.000, chỉ cần đẩy lẫy này là xong. Đó. Ở đây là nó sẽ ăn lẫy rồi, ăn lẫy này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy này nó sập ở đây cho em luôn, cho các bác luôn. Rất là tiện luôn. Đấy, dù lỗ là 70.000, dù thường là 35.000 này. Tiếp theo là thắt lưng da bò thanh lý này. Đấy, thắt lưng da bò thanh lý nhá. 100% là da bò tự nhiên nhưng mà hàng thanh lý cho nên là giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò thanh lý này. Giá thì sẽ là thắt lưng này thì giá của nó sẽ là cái này là bao nhiêu? Cái này là 65.000 một chiếc nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò thanh lý này. Thắt lưng thanh lý giá của nó sẽ là 65.000. Còn ví là 40, còn nếu các bác nào lấy combo thì sẽ là 100 cho một đôi như này. 100 một đôi, một ví một thắt lưng là 100 nhé. Một ví một thắt lưng là 100. Đấy, còn mua lẻ thì thắt lưng là 65.000, ví của nó sẽ là 40.000. Chất liệu 100% là da bò hết nhá. Em bao da bò hết cho các bác luôn. Đó. Combo cho các bác như này, hai món nhá. Hai món sẽ là 100.000. Lấy riêng thắt lưng thì là 65.000, riêng ví là 40.000. Đó. Các bác thấy không? Hàng rất là ngon lành luôn, có hai màu, màu nâu và màu đen. Có hai màu, màu nâu và màu đen nhá. Đó. Hai màu, màu nâu và màu đen. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm, đó là cái led đồng hồ cũ nhá, đồng hồ led cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây. Kiểu dáng nó đúng như trên này luôn, 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Tao thoải mái cho các bác sử dụng luôn, 140k một chiếc như này. Đồng hồ led cũ 140.000 các bác nhá, đồng hồ led cũ 140.000. Tiếp theo thì sẽ là một con đèn led này. Đấy, con đèn led đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn vàng nhá. Có kèm một cáp sạc luôn, có kèm một cái cáp sạc như này chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Đó, có cổng sạc ra, có báo pin luôn, siêu sáng luôn. Rất sáng con này thì sử dụng thì cực kỳ ok rồi. Đó, sáng nhiều chế độ lắm. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này. Đấy, sáng tổng hợp này. Đó. Nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, rất sáng luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20cm. Đấy, chiều rộng thì 20 và có một tấm pin năng lượng mặt trời, có cáp sạc nhá. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đấy. 175.000 cho con đèn vàng như này nhá. Lên thêm là đèn vàng 175.000. Tiếp theo là sẽ là một con voi. Con voi này thì giá sẽ là 190.000 cho một con voi như này. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng. Hợp kim mạ đồng rất đẹp luôn. Đó. Các bác lên cho em là voi gà tàn nhá, voi gà tàn. Giá của nó sẽ là 190.000 cho em voi gà tàn như này. Rất đẹp luôn, 190.000. Đấy, dùng gà tàn thuốc nhá. Voi gà tàn 190.000. Tiếp theo thì sẽ là mẫu giày. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là giày giày dàn di nhá. Đấy, mẫu giày dàn di rất là đẹp như này. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Giày dàn di rất là đẹp luôn. Đấy, mùa đông đến nơi rồi, các bác mua cho em một đôi giày này về mình sử dụng nhá. Giày dàn di như này rất là đẹp luôn. Đấy, kích thước của nó thì có 38, 39, 40, 41, 42. Đó, 38, 39, 40, 41, 42. 150.000 cho một đôi giày dàn di như này. Lên cho em là giày dàn di giá sẽ là 150k nhá. 150.000 thôi cho một đôi giày dàn di như này các bác nhá. Lên cho em là giày dàn di 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái gì đây? Cái tăng đơ nhá, tăng đơ đây. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tăng đơ như này. Đấy, một tăng đơ kèm pin. Đấy, tăng đơ có kèm pin cho bác luôn. Đó, một tăng đơ này có kèm pin nhá, chạy cực kỳ là ngon luôn. Đó. Có kèm pin, kèm cáp sạc các thứ, nói chung là đầy đủ hết cho bác nhá. Đấy. Pin này rồi đốc sạc này, cữ kia các thứ nhá. Lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá của nó sẽ là 100k trong con tăng đơ hộp như này. Lên cho em là tăng đơ hộp 100.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái tăng đơ lược nhá. Tăng đơ này thì nó sẽ có kèm theo lược luôn. Kèm theo lược như này nhá. Đấy, tăng đơ này kèm cữ, kèm đầu sạc, kèm theo lược. Giá sẽ là 101 nhá.
tăng đơ lược 101. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đây các bạn này, đó. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, qua theo. Có điều chỉnh cữ lên xuống ở đây nhá. Đấy. Và dòng này của nó cũng là dòng chống ăn tay luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích, không sợ bị trẻ con người già dùng rất là ok. Đấy, nó có cái lược, cho nên là bên em gọi nó là tăng đơ lược. Giá sẽ là 110.000 nhé, 110.000. Tiếp theo là cái bộ bộ 5 đĩa tròn, 120.000. Đấy, ở đây thì sản phẩm nó sẽ là 5 cái đĩa tròn luôn. Đó, 5 cái đĩa tròn như này. Hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, 5 đĩa nhé. 1, 2, 3, 4, 5 đĩa tròn như này nhé. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn này. Kích thước của nó thì là từ 24, từ khoảng 24 nhá. Đây, đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Từ khoảng 24 đến 15, 16 gì đấy. Đây, 15, 16 gì đấy các bạn nhé. Khá là to luôn, 5 đĩa này. Dùng để múc thực phẩm, thức ăn, rồi đồ ăn, đồ uống rất là ok. Bộ 5 đĩa tròn 120.000. Tiếp theo là bộ 50.000 cho cái bộ đây, 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng. Đường kính là 18 đến 10. Có nắp đậy nhá. Đấy. Khay nào nắp đậy hết, khay nào nắp đậy hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 50 cành, 50 cành thôi. Các bác mua về để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, hàng inox. Đấy. Bộ này của nó thì các bác có thể trồng gọn vào như này. Đấy, và nó có nắp nhựa hết nhá. Có nắp nhựa đựng thực phẩm, thức ăn. Bỏ trong tủ lạnh nhưng rất là ok. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành, tính vào 10.000 một khay. Rất rẻ thôi. 130.000 cho một cái đế nóng này. Đây là một cái đế nóng này, các bác có thể dùng để mình đun nước, đun nồi. Nói chung là hàng này đa di năng. Đấy, có công tác điều khiển ở đây, có đèn báo này. Nó sẽ là một cái mâm như này. Thì các bác dùng để mình đun nấu, nói chung là đa di năng được luôn. Hoặc chế cháo nhá. Đó, giá của nó sẽ là 130.000 cho cái đế nóng nhá, 130.000. Tiếp theo sẽ là một con bẫy chuột thông minh, các bác chỉ cần ấn này thôi cho em. Đó. Sau đó thì con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy này. Đấy, bắt theo, rất nhạy luôn. 15.000 một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, 15k cho một chiếc bẫy chuột thông minh như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Chào các bác, nay bên shop về cho các bác cái mã dao SA không nhá. Con này nó sẽ là cái mã SA78 này. Hàng của Colombia, của Mỹ. Đây, USA nha, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dao thì nó là dòng dao siêu bén rồi. Đó. Và con này nó sẽ là một cái dòng dao siêu tầm cho các bác, dòng dao siêu tầm cho các bác. Lên mã giúp cho em đó là SA78. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Và nó là hình lưỡi bầu và có khâu đồng như này này. Khâu đồng, đằng sau thì khâu thép. Cán của nó thì bằng gỗ liền thân như này. Nói chung là con này thì dùng rất là thích các bạn. Dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang cập nhật cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Có cái bao vải bố này nhá. Có bao vải bố đi kèm luôn. Dao thì siêu bén rồi. Và có bao vải bố đi kèm. Giá thì sẽ là 300.000. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78. Mã của dao là SA78. Giá sẽ là 300k nhá. SA78 này. Giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. SA78 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái bộ vít như này các bác này. Đấy. Lên cho em đó là bộ vít vàng đi. Nó có màu vàng như này cho nên là lên cho em là bộ vít vàng. Bộ này thì bên shop sẽ bán tri ân thanh lý cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Một bộ như này bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Và các bác có thể lắp vào đây cho em này. Đấy. Lắp vào đây cho em để mình sử dụng này, rất là ngon luôn nhá. Và đảo đầu này, đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác hôm nay đó là lên cho em là vít vàng nhá. Giá chỉ có 20k cho một bộ như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vít vàng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít vàng này. Đấy. Vít vàng, giá của nó sẽ là 20k. 20.000 cho một cái bộ vít vàng như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Vít vàng 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòi nước nhá. Vòi nước đây. Đấy, vòi nước thì cái này nó sẽ là vòi đơn nhá. Đây. Con vòi đơn này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho con vòi đơn như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi nhá. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000. Đó, 65.000. Con vòi đôi này thì nó sẽ là lệch 15.000.
Con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho con vòi đơn như này. Đó. Và con này sẽ là 65.000. Tất cả của nó đều là có gen hết nhá. Có gen để các bác có thể xoáy vào các cái nguồn đầu cút này. Đó, và inox 304 không bắt 5 châm. Về nhà các bác test 5 châm thoải mái luôn. Đó. Con vòi đơn là 50.000 và con vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi là sẽ là 65.000 cho con vòi đôi. Đó. Thì có vòi đơn, vòi đôi. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái đèn hộp nhôm nhá. Một con đèn hộp nhôm như này. Đấy, con này thì sẽ có cả đèn, cả 5 châm hít, cả bật lửa luôn. Đây, có cả bật lửa đây. Đấy, bật lửa thì các bác giữ lì cho em, cái này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, đèn lên này. Và các bác giữ lì thì nó sẽ lại tắt này. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó, đây. Con này thì giá sẽ là 90k nhá. Đó. Và đèn thì siêu sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, rất là sáng nhá. Có nhấp nháy cảnh báo luôn, siêu sáng luôn nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Có dây quay đeo quay sách đàng hoàng, có cáp sạc cho các bác luôn nhá. Đây, có quay đeo quay sách như này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Đèn hộp nhôm 90.000 nhá. 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ điều khiển từ xa. Con này thì hàng cực kỳ nhỏ gọn và có điều khiển từ xa như này, có on off các bác này. Đấy, các bác có thể về mình đấu vào đây cho em. 1 2 này, 1 2 là đầu vào này và 3 4 là đầu ra. Đó, 1 2 đầu vào, 3 4 đầu ra. Đây, input này, in out này. Đó. Ví dụ các bác đấu 1 2 đầu vào cái quả bóng điện này, sau đó thì 3 4 đầu ra cho em. Đó. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bộ điều khiển đen 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Thời tiết đang lũ lụt mưa bão bẩn thỉu như này. Các bác dùng cái ủng này cho em. Đó. Mình xỏ trực tiếp vào chân nhá, xỏ trực tiếp vào chân. Ví dụ các bác có thể đi giày đi tất, các bác xỏ vào cho em. Đó. Nó có qua như này các bác này. Mở khóa ra này. Mở khóa ra cho em. Đó. Đây, các bác xỏ chân vào đây cho em. Cái này nó khổ to cho nên là các bác có thể xỏ cả đôi giày vào đây được luôn nhá. Đây. Đấy, nó khổ to mà, cho nên xỏ cả đôi giày được luôn. Sau đó thì mình lại bỏ ra. Đấy, bỏ ra. Thì các bác có thể để trên ô tô này, chỗ nào mà mưa lũ lụt này. Giá sẽ là 90.000 nhá. Ủng đi mưa. Đó. Giá sẽ là 90k cho cái bộ ủng đi mưa như này. 90.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa. 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái van nước bằng đồng nhá. Đấy. Ngăn mùi bằng đồng nhá, ngăn mùi bằng đồng. Giá của nó sẽ là 50.000 cho cái ngăn mùi bằng đồng như này. Bằng đồng thôi nhá. Đó, bằng đồng. Khi nước xả thì nó sẽ mở này và nước đóng thì nó sẽ lại đóng luôn. Rất là tiện luôn. Ngăn mùi bằng đồng giá sẽ là 50.000. Ngoài ra thì sẽ có cái nắp cống bằng nhựa đây. Nắp cống bằng nhựa thì giá của nó sẽ là 15.000. 15.000. Đấy, 15.000 cái nắp bằng nhựa như này. Đây em sẽ quay video cho các bác xem hai mẫu thực tế luôn. Đây là cái nắp cống ngăn mùi bằng nhựa các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, nước chảy rất là sạch luôn nhá. Đó, đây. Có cái lưới này để lọc rác này. Đó, rác tóc tai là nó sẽ động ở bên trên luôn, các bác chỉ cần nhặt đổ vào là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Giá thì 15k một chiếc thôi. Đây các bác này. Đậy vào cái là khói nó không lên được luôn, còn bên này khói ra bình thường nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, xả này. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Rất tiện ích luôn. Đấy. Rất tiện ích các bác nhá. Và đây là cái nắp ngăn mùi bằng đồng này, đây. Con nắp ngăn mùi bằng đồng đây. Con bằng đồng này cũng rất là tiện ích luôn. Đây các bác này. Đấy, con này là ngăn bằng đồng này. Rất là tiện ích luôn. Các bác đặt vừa hết các loại gần như là 100% các loại ấy luôn. Các loại đầu nước luôn. Rất là tiện. Đây các bác này. Đó. Đấy, các bác đặt vào cho em là xong. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 50.000 cho con ngăn mùi bằng đồng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay, con này là 100.000. Con này thì nó sẽ có một cáp sạc, một đèn. Nó là dòng đèn năng lượng mặt trời. Đây, có một cổng sạc vào, một cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đó, đây, có báo pin luôn. Đó, một cái đèn ở giữa này. Tiếp theo là hai cái đèn hai bên này. Và tiếp theo là một con pha dọi nữa này. Đó, rất nhiều chức năng luôn các bác nhá. Đèn ở giữa này, đèn hai bên này. Đó, và đèn pha dọi này. Pha cũng rất là dọi luôn. Điểm sáng rất là lớn nhá. Con này giá 100.000 nhá, 100.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm đó là cái gương xe đạp nhá. Gương xe đạp này. Đấy, các bác lắp vào xe đạp cho em để mình điều chỉnh, mình nhìn xe đạp, lắp vào cái tay xe đạp như này. Lên cho em là gương xe đạp, giá sẽ là 30.000 cái gương xe đạp như này nhá. Ở đây nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần là đặt vào là xong. Đó, gương xe đạp 30.000. Tiếp theo thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Con này đang bán là 50.000.
xả thanh lý cho bác còn 30.000 cho cái cắt hoa quả như này. Các bác đặt vào quả táo, quả lê. Đấy, nó sẽ có lưỡi như này và đặt vào, nó sẽ ra cho các bác 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng luôn. Đặt vào cái quả lê quả táo là xong. Thanh lý cho bác 30.000 nhá, 30.000 cắt hoa quả 30.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái chổi, các bác lên cho em đó là chổi chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế như này. Đấy, chổi cọ bàn ghế. Giá sẽ là 30.000 thôi. Các bác kỳ cọ bàn ghế này, chổi cọ bàn ghế nhá, 30.000 cho cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa giá sẽ là 70.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đầu chuyển cưa. Đây rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây nhá. Đây nó là cái khoan pin bình thường mà các bác dùng khoan điện nhá. Mình lắp cái đầu chuyển cưa vào cho em. Đây, lắp vào này. Đó, lắp vào. Cưa cắt rất là ok nhá. Đấy. Con này các bác cắt gỗ, cắt ống nước các thứ giờ thì ok luôn, còn cắt sắt thì nó sẽ hơi khó cắt một chút. Đấy, các bác thấy không? Đó. Đây nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu chuyển như này, một đầu chuyển như này, một cái tay nắm và ba kèm thêm ba lưỡi nữa. Về nhà các bác lắp vào khoan pin hoặc là lắp vào các loại ấy cho em. Đây, đấy. Cái đầu chuyển này các bác lắp đầu lưỡi vào đây, đúng như trên video luôn nhá. Đầu chuyển cưa giá chỉ có 70 cành thôi, 70 cành cho cái đầu chuyển cưa như này. Tiếp theo thì cái điều khiển thì nó sẽ là một con điều khiển cắm trực tiếp. Con này thì sẽ là 270.000 cho cái điều khiển cắm trực tiếp như này. Đấy. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện cho em. Cắm trực tiếp vào nguồn điện, sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua là xong. Đó. Nó cắm trực tiếp thì nó tiện hơn con đấu nối nhưng nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy. Và con này thì công suất của nó cũng khá là cao luôn. Đấy, nó sẽ là 30A nhé, công suất của nó là 30A. Đây. Về nhà các bác cắm thiết bị cắm con này vào điện này, sau đó thì cắm thiết bị quạt rồi nói chung các thiết bị khác qua đây và mình điều khiển này, bình nóng lạnh các kiểu con là điều luôn. Đó, điều khiển từ xa. Ví dụ các bác muốn tắt cái quả bóng ở ngoài hiên thì các bác cho vào là xong. Giá sẽ là 270.000 cho các bộ điều khiển. Lên theo là điều khiển cắm trực tiếp 270.000. Con này thì điều khiển xa được 1.000m nhé, 1.000m. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vòi xanh này. Vòi xanh như này. Đấy. Vòi cam xanh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Nó cũng giống như cái vòi hai van xả hai đầu cơ thôi. Đấy, lên trên là vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Giá sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này, 50.000 một chiếc. Các bác có thể dùng để mình xả nước các thứ rất là ok luôn. Vòi cam xanh 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ống hút dung dịch này. Cái này thì được dùng để hút rượu, hút xăng dầu. 30.000 cho cái ống hút dung dịch như này các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhé. Dầu nóng của Hàn Quốc. Dòng này thì siêu nóng luôn. Các bác dùng để bôi vào các cái đau mỏi cổ vai gáy, sống lưng, sống cổ các thứ bôi vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó. Hàng 100% hàng của nội địa Hàn Quốc nhé. 100ml. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác bị đau mỏi vai gáy, đau mỏi cổ, đau mỏi thắt lưng, các kiểu con này điều các bác dùng con này chưa, rất là tiện ích luôn. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đây, cổ vai gáy các kiểu luôn nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con máy, con này thì các bác lên cho em là súng bắn đinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con súng như này. Con này thì các bác dùng để mình ghim các cái vật liệu, ghim giá rồi giá đỡ các kiểu luôn, một con súng như này. Các bác chỉ cần là lắp vào sau đó thì mình nhấp này thôi là nó sẽ bắn vào rất là tiện ích luôn. Đấy, có cả gương kính, đồ vệ sinh các thứ đầy đủ, đồ thay thế nhá. Và một cái bộ đinh như này, bộ đinh như này nhá. Đó. Thì về nhà các bác có thể sử dụng rất là tiện luôn. Lên cho em là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Giá sẽ là đúng súng bắn đinh không? Súng bắn đinh 240.000. Bao ship tận nhà. Đây là cái cây súng này, các bác chỉ cần lắp cái đầu đinh vào cho em, sau đó thì bắn vào tường này. Đó. Không cần phải khoan đục bẩn thỉu mất công nhá, rất tiện ích luôn. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt đổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Dùng đó để sửa chữa, cố định vật dụng trong gia đình, sửa ống nước, đường điện rất là tiện lợi. Bác nào cần thì nhấc vào giỏ hàng đính kẹp. Có cái máy này rồi, các bác không cần phải dùng máy khoan gây tiếng ồn lớn, hay là dùng búa đóng đinh rất là mất sức nữa. Đóng đinh vào bê tông hay sắt thép, đồ gỗ chỉ mất 1 giây. Máy không cần xài điện, cũng không cần xài pin.
chỉ cần đặt đinh vào bắn là thủng. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt đổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Đó, dùng giá thì sẽ là 240.000 các bác nhá. Súng bắn đinh, hàng cao cấp cho các bác luôn, 240.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái cặp sách dành cho các em học sinh, 120.000 một chiếc. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đó, đây. Một cái cặp chống gù lưng nhá. Dòng này là dòng đặc biệt giúp cho các bác là cho các em nó đeo nó chống gù lưng rất là tốt luôn. Có những cái phần đệm ở đây. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá, có phần đệm ở đây chống gù lưng. Và sách của nó là để dọc, thì khi mà các em đeo vào thì nó sẽ dọc theo lưng, nó đỡ bị đè theo lưng của mình. Đó. Giá thì sẽ là 120 cành thôi. Cặp rất là to luôn, cấp 1, cấp 2 đều dùng được hết nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 120.000 cho cái cặp sách chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy sấy giày nhá. Máy sấy giày. Con này sẽ là 195.000 một chiếc. Dòng này thì nó sẽ là trực tiếp cắm điện 220V. Đây, điện 220V nhá. Đấy, và công suất của nó sẽ là đi có hẹn giờ hẹn giết các thứ đàng hoàng nhá. Có hẹn giờ. Hẹn giờ hẹn giết đàng hoàng. Và đây là cái máy này. Đấy. Đây. Các bác có thể vặn cái này lên này. Đấy. Đây, vặn thêm cái này lên, sau đó thì mình xỏ giày hoặc là các bác có thể chùm các cái phần mình muốn sấy vào đây, sau đó thì vặn cái công tắc này cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 30 phút, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Dặn vặn cái dơ le này lên và nó sẽ tự ngắt. Đấy, thì các bác giặt giày giặt dép thì phải sấy khô. Dùng con này cho em rất là tiện nhá. Máy sấy giày 195.000. Các bác để mà nó tự khô thì nó khá là lâu, đặc biệt là giày nồm ẩm hoặc giày mưa thì nó sẽ dẫn đến là bị mục giày. Nhưng mà cái này các bác dùng thì nó chỉ khoảng là 30 phút đến 1 tiếng là khô. 195.000 cho con máy sấy giày như này. Tiếp theo thì nó sẽ là con Phương ơi. Phương ơi. Một con túi rất là đẹp. Đây, một con túi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là túi dép nhá. Túi dép. Đó, túi dép rất là đẹp luôn. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Đấy. Một con túi dép như này. Kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 25 và một chiều là trên 20. Túi hàng thương hiệu dép, chất liệu da. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Các bác lên cho em là túi dép, giá của nó sẽ là 95.000 cái túi dép như này các bác nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con nguồn led này. Đấy, nguồn led đây. Nguồn led. Con này thì sẽ là 150.000 cho một con nguồn led 12V như này. Nguồn led 12V 150.000 các bác nhá. 150.000 cho con nguồn led 12V như này. Rất tiện ích luôn. Thì các bác có thể đấu các cái nguồn led vào đây chưa? Bác nào có thợ có nghề là biết rồi. Nguồn led 12V giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Ngoài ra thì bên shop có bán cái dây led đây. Dây led này sẽ là 30.000 một dây. Một dây của nó sẽ là 20 mắt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, nó sẽ vào 20 mắt như này. Và về nhà các bác cắt ra cho em. Sau đó thì mình có thể dán lên, có băng dính hai mặt rồi. Các bác có thể dán lên cửa, lên cổng hoặc là quấn vào cây rất là ok. Nó là giọng led ngoài trời, chịu được mưa nắng nhá. Màu của nó là màu trắng, led màu trắng rất là đẹp luôn, rất là sáng, gắn vào tủ kính cũng được. Các bác lên cho em là mên led nhá. Mên led 30.000 một mên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi phun thuốc nhá. Một cái vòi phun thuốc như này. Con này các bác dùng để mình phun thuốc sâu này, xịt rửa các thứ rất là tưới cây các thứ rất là ok luôn. Đầu vòi xịt này các bác chỉ cần xoáy vào cái chai Coca cho em là xong. 35.000 nhá. 35.000 cái vòi phun thuốc như này. Đấy, bơm vào đây thì các bác bơm tay ở đây này. Đấy, xoáy vào chai Coca là xong, đầu xịt đây. Đấy. Van xả bằng đồng nhá, rất là ngon luôn. Lên cho em là vòi phun thuốc 35.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái thước kẹp gem nhá. Đầu tiên nó sẽ là một cái con thước bằng sợi carbon nhá. Con này bằng sợi carbon chứ không phải là bằng thép đâu. Đấy, nó là sợi carbon thôi. Nhưng mà dùng rất là ngon luôn. Đây, này nó có cái tấm giấy bóng các bác bóc vào cho em. Đấy, để dùng để kẹp gem này. Đó. Các bác có thể đo bên ngoài này, đo bên trong và đo chiều sâu. Có 3 cách đo nhá. Cái này bên này là sẽ là đo đường kính bên ngoài, đường kính bên trong này và đo chiều sâu ở đây nhá. Con này thì nó sẽ là 15 cm. Đó. Giá thì sẽ là một con thước kẹp gem bằng sợi carbon như này là 100.000. Ngoài ra thì bên em có một con nó sẽ là bằng cơ và bằng thép nhá. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy. Con này thì nó bằng thép, hàng của Unica. Hàng Unica của Nhật nhá. Đây. Đấy, Unica Japan này. Đó. Con này thì nó sẽ là bằng thép nguyên khối như này và các bác đo là bằng cơ. Nó cũng có 3 chiều đo như vậy.
Con này thì nó sẽ là đo được cũng là 15 cm. Đấy, các cái thông số của nó đây. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Lên cho em là kẹp rem bằng cơ nhá, kẹp rem bằng cơ 150.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Đấy. Bộ này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, một tay vít này, 30 đầu vít này. Đó, và một tay nối dài nữa. Lên cho em là vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái hộp vít xanh như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái bọc bọc yên nhá. Đấy, cái này là 45.000 cho cái bọc yên như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác bọc vào yên xe để giúp cho các bác là khi mình sử dụng ấy thì mưa nắng nó không bị ướt này, mưa không bị ướt và nắng không bị nóng. Đấy, vì cái da bình thường thì nó sẽ nóng nhưng mà cái này nó là bằng sợi cước cho nên là vừa chống nóng vừa là nước, khi các bác dùng mà có bị nước cũng không sao nhé. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bọc yên 45.000 cái bọc yên như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là cái máy rửa xe chạy bằng pin nhá, 300.000 chạy bằng pin như này. Đấy, đây là máy của nó này, lắp pin vào này. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Đó, lắp pin. Đó, lắp pin và các bác lắp kết nối vào cho em các cái đầu vòi đầu viếc này. Đó, máy rửa xe chạy bằng pin nhá, dây giếc này, cáp sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. 300.000 cho một con máy rửa xe bằng pin như này nhá, 300k. Đấy, nước nó thịt ra này. Đấy, 300.000 thôi, pin viếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, chọn bộ như này, chọn bộ một cái bộ máy rửa xe pin như này, giá chỉ có 300.000 thôi, 300k cho một bộ này. Về nhà các bác dùng để mình xịt rửa xe, tưới cây đầy đủ cho các bác luôn. Đây các bác này, đấy. Sẽ là một bao gồm thêm một thân máy này, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này, một thân máy dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Và nó sẽ có cho anh em là đầu thứ nhất là đầu cho anh em rửa xe này. Thì đây nó sẽ là cái đầu đỏ này là đầu anh em rửa xe. Khi anh em tháo lắp thì anh em đẩy cái lấy này. Đấy, sau đó thì anh em đẩy lấy này, sau đó thì anh em đẩy cái lấy này vào. Đó. Thay cho mình cái đầu vòi này thì cái này thì để anh em xịt tuyết này. Đấy, cái này để anh em cho nước rửa bát vào đây. Cho nước rửa bát vào đây để xịt tuyết để anh em rửa xe. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em cái đầu vòi trắng này để anh em tưới cây. Đấy, đầu vòi trắng này để anh em tưới cây đầy cỡ đấy. Đó, 300.000 anh em nhé. Hello, chào các bác quay trở lại với số phản ứng nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin nút like nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bạt phủ xe, xe đạp, xe máy, xe đạp điện, các loại xe đều phủ được hết nhé, kể cả SH luôn. Giá sẽ là 50k cho cái bạt phủ xe như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải bạt chống rách rất là tốt và kháng nước. Các bác chỉ cần là bóc ra phủ lên xe là xong, 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ nồi Sony. Bộ này thì nó sẽ có cho các bác là 3 món. Giá thì sẽ là 185.000 cho cái bộ nồi Sony như này không nhá. Đấy. 195.000, 195.000. Bộ này thì nó sẽ có cho các bác là 3 món. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy. Vùng của nó cũng rất là dày này và cái nắp này của nó thì nó sẽ là rời nhá. Cái núm này của nó là rời, nó có sẵn nó ốc tiếc rồi, về nhà các bác quắt vít vào cho em. Đấy. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Bao gồm là cái nồi to nhất này thì
Con này các bác đun bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều đun được hết nhá. Hàng thương hiệu Sony, hàng này thì nó tặng cho khách hàng. Đấy, nó tặng cho khách hàng này. Đấy. Con to nhất này. Đấy. Tiếp theo đến một con nhỡ này. Con nhỡ và một con nhỏ. Tổng của nó là có 3 con. Tổng của nó 3 con này. 3 con. Đấy, con nhỏ nhất nữa này. Giá thì sẽ là 195.000. Dày lắm các bác. Hung viết của nó khá là dày luôn, là son rất là dày. Đấy, các bác nghe tiếng kêu là các bác biết rồi, rất là dày này. Đấy, combo cho các bác là 3 món nha. Lên theo là bộ nồi Sony nhá, 3 món. Giá của nó sẽ là 195.000, nó sẽ có con to nhất là 20 cm này, đến 18 cm và 16 cm nhá. Đấy. Con to nhất này thì đường kính của nó là 20 cm nhá, 20 cm. Đó. Rất là to luôn các nhá. Rất to luôn, rất dày dẫn chắc chắn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức. Con này 290.000. Con này thì các bác lên cho là ấm siêu tốc Đức, nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lưới lọc để các bác có thể là pha trà, pha cà phê đây các bác này. Hệ thống lưới lọc như này. Các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây, mình đun nấu đều được hết nhá. Đấy. Hàng rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, của thương hiệu Mega House, lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể đun là mang ra uống được luôn, nó rất là tiện, không cần mình rót ra rót vào nữa. Đây. Cái đế của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Đó, dày dẫn chắc chắn ngon lành như này. Đấy, công tắc đóng bật ở đây. Đun ra là mang ra uống luôn, rất là tiện luôn, 290.000. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức 290.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bóng đèn này. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng 4 cánh mini, giá của nó sẽ là 40.000 cho con 4 cánh mini này, công suất là 28W, siêu sáng luôn. 4 cánh mini nhá. Đấy, 4 cánh mini giá là 40.000, siêu sáng luôn, công suất của nó là 28W nhá. 28W siêu sáng luôn. 4 cánh mini, giá của nó sẽ là 40.000. Tiếp theo là 5 cánh 120.000 nhá. Đấy. 5 cánh to 120.000. 5 cánh to 120.000, công suất của nó là 100W nhá. 120.000, công suất là 100W đây. Đấy, siêu sáng luôn các bác này, rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn. 5 cánh to 120.000 này. Tiếp theo là đến cái 8 cánh nhá. Con 8 cánh này là 190.000 cho con 8 cánh này. Con này là 8 cánh 190.000. Con này thì công suất là 200W, có thể gập vào gập ra được, mang đi rất là gọn luôn và siêu sáng luôn. Các bác mang đi tổ chức sự kiện này, hoặc là làm công xưởng công trình đều ok hết nhá. Siêu sáng cho các bác luôn. Con này sẽ là 200W và 195.000. 195.000. Con này thì nó sẽ là 8 cánh nhá. Đấy, 8 cánh 190.000, 190.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mùa đông rồi. Về thì nó sẽ về cho các bác cái tất vỉ như này nhá. 90.000 một vỉ, bao gồm là màu đen, màu ghi và màu trắng. Lên cho em là tất vỉ 90.000 một vỉ, 10 đôi, màu đen, màu ghi, màu trắng như này nhá. Đấy, tất vỉ. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá chỉ có cho các bác là đi 90.000 một vỉ, 10 đôi thôi. Đấy, hàng thương hiệu Nike của Nhật nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi, mua một vỉ này dùng hết mùa đông luôn, dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Có màu đen, màu trắng và màu ghi. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy bên em bán nguyên vỉ nhá. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có màu đen. Đấy, tất hộp màu đen như này. Một vỉ của nó là 5 đôi. Hàng này thì là hàng cổ cao. Cổ cao khoảng 10, từ gót lên thì nó vào khoảng là 10 đến 12 cm. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một hộp như này, bao gồm 5 đôi nhá. Đấy, tất hộp 5, tất hộp 5. Đấy, còn con kia là tất vỉ 10. Tiếp theo là đèn pin này. Đèn pin thì đầu tiên nó sẽ là cái đèn 5 bóng này, đèn 5 bóng, giá chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho con đèn 5 bóng như này. Có con này là đeo đầu nhá, đeo đầu. Đấy, đeo đầu cũng được mà cầm tay cũng được. Đấy, nó sẽ có 5 bóng như này, rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Sáng chói chang luôn. Đấy, các bác có thể bật 1, bật 4 hoặc bật 5 tùy thích. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Đèn đeo đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. Đó. Tiếp theo là đèn phễu này. Đèn phễu này thì sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con đèn phễu như này. Con này cũng có cáp sạc, có quai đeo đàng hoàng. Các bác có thể đeo đầu hoặc cầm tay. Con này thì nó là dòng siêu sáng rồi. Đó, ánh sáng vàng nhá, ánh sáng vàng siêu sáng luôn. Đó, đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Có cả chân sạc các thứ đầy đủ cho các bác đây. Đấy. Đèn phễu con này thì sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là con đèn đeo đầu wifi nhá. Đèn đeo đầu wifi. Con này giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này, cũng có cáp sạc đầy đủ nhá. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại. Con này thì hàng của Đức nhá. Đấy, hàng của Đức đây. Made in Germany này. Hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Đây.
Đấy, con này thì ưu điểm của nó là có cảm biến nhá. Đấy, có cảm biến. Các bác chỉ cần gạt tay này là nó sẽ sáng hoặc tối này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 130.000. Lên cho em là đèn đeo đầu wifi 130k cho con đèn đeo đầu wifi này, 130.000. Tiếp theo là cái lõi lọc nước này, lõi lọc nước 50.000. Các bác có thể lắp trực tiếp vào trong các cái vị trí như là máy giặt, tủ lạnh, rồi nói chung là các cái khu vực mà cần phải lọc nước thì các bác cho con này cho em. Giá sẽ là đi 50.000 cho con lọc nước như này. Lên cho em là lõi lọc nước nhá, sẽ là 50.000 cái lõi lọc nước này, lắp vào tủ lạnh rồi lắp vào máy giặt, bình nóng lạnh thì ok hết nhá. Tiếp theo là đấy, cái con vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000 cho con vòi đơn như này. Đấy, vòi inox 304 để chuyên xả nước này. Đấy, lên cho em là vòi đơn, giá sẽ là 50k cho con vòi đơn như này nhá, 50.000 cho con vòi đơn như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái đuôi hai đầu nhá, 60.000. Đấy, về nhà các bác xoáy cái đuôi này vào cái bóng cũ cho em, xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó thì các bác xoáy cái đuôi cảm biến này vào và xoáy bóng vào đó thì sẽ giúp cho các bác là cảm biến chuyển động, khi có người đến thì nó sẽ sáng và có người đi qua nó sẽ tắt nhá. Đuôi cảm biến hai đầu 60.000. tiếp theo là đến cái thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc trị đau dạ dày, một hộp này của nó là 1, 2, 3, 4, 5 vỉ, một hộp 5 vỉ chuyên trị đau dạ dày cho em. Đấy, giá sẽ là 100.000 cho một hộp như này. Lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá, 100.000 một hộp này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn mang sông nhá, à đèn dầu, các bác lên cho em là đèn dầu 130.000 cho con đèn dầu như này. Đấy, con này thì nó sẽ là sơn giả cổ rất là đẹp luôn, sơn giả cổ rất là đẹp, quay đeo quay sách đàng hoàng. Các bác chỉ cần là ấn lẫy này lên này để mình châm dầu cho em này, châm dầu vào đây, sau đó thì mình sẽ thả xuống này. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đó, chất liệu thì nó sẽ là bằng thép, sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Về nhà các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây. Tiếp theo thì nó sẽ là con dao vàng nhá, 20.000 con dao vàng như này. Hàng này thì siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả, rồi nói chung là dùng đa chức năng được. Rất là bén các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Dao vàng, rất bén luôn các bác này. Đây. Đấy. Dao siêu bén luôn các bác theo. Đấy. Con này gọt hoa quả này nói chung là dùng cái gì cũng được. Bén lắm các bạn. Đấy, các bác theo. Rất bén luôn. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. 20.000 một con, 50.000 ba con luôn, bán thanh lý. 20.000 một con dao vàng như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đồng hồ đây. Đấy, con này nó sẽ là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường 75.000. Rất là đẹp luôn. Đấy, 75.000. Không kèm pin, về nhà các bác lắp pin rồi cho em. Hàng của hãng nhá, cực kỳ chất lượng luôn. 75.000 đường kính 20 cm, đồng hồ treo tường rất là tiện. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con ổ sạc nhanh nhá, ổ sạc nhanh. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng ổ mà có sẵn cả cổng sạc nhanh như điện thoại luôn, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây. Đó. Công tắc đóng ngắt, 2 3 ổ cắm, 4 chân USB, nói chung là con này tiện lắm. Các bác dùng vào việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là ổ sạc nhanh 150.000. 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén đồng nhá. Đấy, bộ này nó sẽ là bộ chuyên chén đồng, bao gồm cho các bác là 6 chén, một cái khay như này nhá, một khay này. Đấy, một chuyên và 6 chén nhá. Đấy, một chuyên và 6 cái chén bằng đồng như này. Rất là đẹp luôn, bộ chuyên chén đồng. Đấy, một chuyên 6 chén. Hàng này thì nó không to đâu, nó chỉ nhỏ nhỏ xinh thôi. Đấy, nhỏ xinh thôi, nhưng mà nói chung là các bác dùng để uống nước này, tiếp khách này, hoặc là bày ban thờ, hoặc là nói chung là dùng vào đỗng được, nó rất là tiện. Đấy. Bộ hàng đẹp, 6 chén cho các bác nhá. Đấy. Hoa văn thì nó sẽ là cái dòng ba văn rồng phượng như này. Đấy, bao gồm là một chuyên 6 chén như này nhá. Hàng bằng chất liệu bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Bộ chuyên chén đồng như này giá sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho một cái bộ chuyên chén đồng như này, 400k. Đấy. Đây là chuyên chén đồng 400.000. Cái này của nó thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi nhá, cái chuyên của nó trong lòng bàn tay này thôi. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Bộ chuyên chén đồng giá sẽ là 400.000 cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nên là kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái gối ngải cứu nhé. Cái này thì nó là một cái gối thông thường và nó có một cái túi chườm nóng như này, các bác cắm điện vào cho em, cắm qua chân USB nhá, và có nút điều chỉnh ở đây cho em. Đó, nó sẽ điều chỉnh là 15 phút, 30 phút, 45 phút và 60 phút. Đây, cái nút điều chỉnh đây các bác này, giúp cho các bác là thư giãn trong vòng bao nhiêu phút thì các bác có thể điều chỉnh, và nó cứ nóng dần lên là các bác, gối rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối ngải cứu, giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Lên cho là phích đun sôi, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ và giá sẽ là 180.000. 180.000 cái phích đun sôi như này nhá, 180k. Đấy, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ, 1.300W nhá, 1.300W đây. Đấy, hàng thương hiệu Cúc Cu này, hàng thương hiệu Cúc Cu đây. Đấy, các cái thông số của nó đây các bạn này. Đó, rất chất lượng nhiều bác luôn nhá. Đó, hàng thương hiệu Cúc Cu. Đây, khi các bác đun thì các bác chỉ cần là đặt vào này cho em là xong này, sôi nó sẽ tự ngắt nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu này, mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá, hàng inox 304 sáng bóng đẹp các bác này. Đó. Lên cho em là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 cái phích đun sôi như này nhá. 180k một chiếc này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Đây nó sẽ là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, công suất là 1.500W, 2,5 lít nhá, giá sẽ là 135.000. Ấm siêu tốc Cúc Cu Hàn Quốc. Lên cho em là ấm siêu tốc Cúc Cu nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. 130.000 một chiếc thôi. Đấy, 130.000 một chiếc. Rất là ngon lành luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu rất là ngon lành nhá. Đó. Giá của nó sẽ là đây, công tắc bật của nó đây. 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130.000. 130.000 một chiếc ấm siêu tốc Hàn Quốc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 100.000 cho cái màu cầu vồng như này, màu cầu vồng. Đây sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ là một cái bộ đa di năng sản phẩm bao gồm là màu này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, các cái loại màu với nhau. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì rồi kéo rồi đồ gọt bút chì, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo một bộ như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên theo là màu cầu vồng 100.000. 100.000 cái màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số các cái loại thuốc nhá, một số các cái loại thuốc này. Thì cái này nó sẽ là dòng thuốc trị xoang này, xịt xoang này. Thuốc xịt xoang 35.000 một 35.000 lọ thuốc xịt xoang như này nhá. Đấy. Chuyên để các bác xịt xoang viêm mũi, đau mũi, dị ứng này. Thuốc xịt xoang 35.000 này. Tiếp theo là thuốc nhỏ mắt 60.000 này. Thuốc nhỏ mắt 60.000. Đây, đấy. Nó sẽ có các nguyên tố là EAB6, NA và K này. Thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy. Đây, thuốc nhỏ mắt này, 60.000 một lọ này. Nhỏ cực kỳ là phê luôn. Hàng của Nhật này, thuốc nhỏ mắt này. Tiếp theo là đến cái thuốc xịt giảm đau này, 150.000 cho một lọ xịt giảm đau này. Đấy, con này xịt cũng rất là phê luôn và giúp giảm đau rất là tốt nhá. Đó, nó sẽ là dạng lọ như này, xịt giảm đau rất tốt, bao bảo hành bao nóng luôn. Đó, bao nóng luôn, xịt giảm đau rất là tốt, hàng nội địa của Nhật nhá. 150.000 cho lọ xịt giảm đau này. Tiếp theo là đến cái thuốc xay tàu xe này. Thuốc xay tàu xe giá của nó sẽ là 40.000 cho một hộp này. 40.000 cho một hộp. Cái này thì nó sẽ là cái dạng dầu như này nhá, dạng dầu như này các bác bôi giúp xay tàu xe rất là tốt luôn. Đỡ xay tàu xe rất là tốt luôn nhá, chuyên xay tàu xe của Nhật này. Giá của nó sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì thuốc trị đau dạ dày này. Thuốc trị đau dạ dày các bác nhá. 100.000 một lọ, hàng của OTC. Bác nào chuyên đau dạ dày thì dùng cái này cho em, nó là dòng thuốc nam dùng cực kỳ là uy tín và tốt luôn. Thuốc trị đau dạ dày này. Đó. Đây, rất là tốt luôn các bác nhá. Các bác uống thì cứ hỏi các em, nó sẽ tư vấn cho các bác cái hướng dẫn sử dụng uống bao nhiêu như nào nhá. Đó, uống bao nhiêu như nào thì nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các bác nhá. Đó, thuốc trị đau dạ dày 100.000 này. Tiếp theo là lọ, cái này là chuyên trị về cái này là chuyên trị hắc lào long ben nhá, giá sẽ là 20.000 một típ. 20.000 típ thuốc hắc lào long ben như này các bác bôi vào cho em. Đó. Tiếp theo thì cái này nó sẽ là bạch biến nhá. Đấy, bạch biến tức là cái khoảng da màu trắng. Đấy, khoảng da nó bị màu trắng như này các bác này. Cái này 60.000 một lọ, 60.000 một lọ. Đấy, thì các bác bôi cái này cho em cũng ok thôi. 60.000 một típ nhá. Đấy, 60.000 một típ. Con này thì chuyên trị cho các bác là bị những khoảng da trắng như này. Bên em gọi là bạch biến nhá, bạch biến. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng thuốc trị trĩ nhá. Đấy. Đô Dictami. Con này chuyên bị trĩ, bôi rất là nhạy luôn. Em cũng đã từng bôi rồi, con này rất là nhạy luôn nhá. Giá thì các bác chỉ cần bôi hết cho em một hoặc hai lọ là khỏi thôi. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái lọ trĩ như này.
trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ xa bố trĩ bôi và rất là dễ chịu luôn, chuyên trị vị trĩ nhá, 30.000 một lọ này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh này, đây đấy, bẫy chuột thông minh 15.000 một chiếc, nó rất nhạy luôn nhá, 15k một chiếc thôi, lên theo là bẫy chuột thông minh 15k nhá, bẫy chuột thông minh. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mic dây nhá, 230.000 cho một cái mic dây như này. Đấy, mic dây hàng của Nhật, Tomahawa made in Japan, mic có dây, dây dài từ 4-5 m, dây cũng là dây của Nhật luôn nhá, made in Japan luôn này. Đó, made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 230.000 cho cái mic dây như này nhá, 230.000 cho cái mic dây. Ngoài ra thì bên shop có cái mic của Mỹ nhá, cái kia là mic của Nhật, còn cái này là mic của Mỹ này, hàng của thằng JBL nhá, hàng của JBL đây. Con mic Mỹ này thì giá của nó sẽ là đi 280.000, cũng bao gồm cho các bác là một dây như này nhá. Đấy, một dây như này, made in USA này. Đó, made in USA. Một dây và một mic nhá. Một dây một mic 280.000, thân mic cầm cực kỳ là trắng luôn, chắc luôn. Đó, made in USA, cắm vào đây cho em. Đó. Đây, dây siêu mềm luôn nhá, dây siêu mềm, dây khoảng tầm 5 mét nhá. Các bác cắm vào đây cho em. Đó, cắm vào đây cho em. Đó. Đây. Rất là ngon luôn nhá. Mic dây rất là ngon luôn. Lên trên là mic Mỹ nhá, đầu kết nối bằng đồng hết này. Đó. Lên trên là mic Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Mic Mỹ 280.000 cho một con mic Mỹ như này. Đấy. Nguyên cái hộp đựng của nó đã khẳng định được cái thương hiệu và chất lượng rồi. Nguyên hộp đựng đấy, hộp đựng này đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng rồi nhá. Đó. Mic Mỹ hàng của JBL. Đấy, lên trên là mic Mỹ 280.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì về nhà các bác lắp vào những cái chậu rửa riết cho em. Lắp vào cái chậu rửa ấy, nó giúp cho các bác là xoay 360 độ, đảo hướng đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. 80.000 dòng riết đàng hoàng, lên cho là vòi xoay nhá, vòi xoay 80.000. Tiếp theo nó sẽ là cái cốc để các bác pha cà phê, pha ngũ cốc nhá. Đấy, pha cà phê, pha ngũ cốc. Ví dụ buổi sáng đến này các bác uống cà phê, uống ngũ cốc, các bác cho vào đây pha nha. Ở đây nó sẽ có một hạt nam châm từ trường, giúp cho các bác pha cà phê rất là tốt luôn. Và nó sử dụng pin con thỏ nhá, hai quả pin con thỏ nhỏ. Đấy, uống xong thì các bác vệ sinh đi cho em. Đấy, vệ sinh đi cho em, tránh cho nước vào khu này là được nhá. Đấy, rất là tiện luôn, hai quả pin con thỏ loại nhỏ. Giá thì sẽ là, bác cho pin vào đây. Đây là hạt nam châm từ trường này, nó quay này, giúp cho các bác pha cà phê ngũ cốc rất là tốt luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Lên theo là cốc pha cà phê nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc pha cà phê như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bật lửa cây trúc nhá, bật lửa cây trúc như này, có kèm cả cáp sạc luôn. Đó, bật lửa cây trúc đây. Các bác chỉ cần là sẽ có sẵn pin, có sẵn ấy đây nhá, đầu bật lửa đây nhá. Đầu này đầu sạc này, đầu này đầu bật lửa này các bác này. Đó. Các bác chỉ cần thổi nhẹ vào nó lên luôn nhá, thổi nhẹ nó lên luôn. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhá, thổi nhẹ là nó lên luôn mà thổi nó tắt này. Em thổi đi. Đấy, thổi là nó lên luôn, rất là tiện luôn nhá. Đó các bác thấy không? Đỏ này. Các bác thổi nó tắt này. Đó, hoặc xoáy vào là nó sẽ tự tắt, các bác xoáy vào cho em này là nó tắt thôi. Đó. Và cái đầu đít này thì để sạc nhá. Các bác có thể dùng để treo móc khóa rất là tiện này, treo móc khóa. Đấy. Và chỉ cần là thổi nhẹ là nó lên thôi, thổi nhẹ vào là nó lên. Lên theo là bật lửa cây trúc. Giá của nó có kèm cáp sạc luôn, giá của nó sẽ là 70.000 cái bật lửa cây trúc như này nhá. Bật lửa cây trúc. Giá là 70.000, có nơ niếc cái thứ đàng hoàng rất là ngon luôn. Bật lửa cây trúc 70.000. Tiếp theo là cây lấy dấu nhá, giá sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Con này rất là tiện luôn, các bác có thể dùng để mình đánh dấu đánh chiếc, nó rất là tiện các bác nhá. Đánh dấu rất là tiện luôn. Thì ví dụ các bác muốn đánh dấu thì các bác chỉ cần là để xuống cho nó thì các bác nhấp này cho em này. Đấy, nhấp này là có dấu luôn đây này. Đấy, dấu em vừa nhấp này. Đấy, dấu đây đây, dấu đây các bác này. Đó. Các bác chỉ cần để xuống này. Nhấp này là sẽ có dấu đây. Đấy, thấy chưa? Đó, cây lấy dấu giá sẽ là 40.000 cho cây lấy dấu nhá. 40.000 cho cây lấy dấu, rất là hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Combo cho các bác bao gồm là một đèn và 4 lọ tinh dầu nhá. Một đèn 4 lọ tinh dầu 120.000. 120.000 cho một đèn và 4 lọ tinh dầu như này, dùng quanh năm luôn. Mỗi lọ này dùng cho em được 3 tháng nhá. 3 tháng 3 4 12 là ok. Các bác chỉ cần là xoáy cái lọ tinh dầu này vào đèn, sau đó thì buổi tối các bác bật công tắc này lên cho em. Đó, còn ban ngày thì không cần. Còn buổi tối thì mình bật công tắc lên. Cả đèn cả tinh dầu như này.
Giá sẽ là 120.000 cho một cái sản phẩm bao gồm 4 lọ tinh dầu nhá. Tính ra là các bác mua tinh dầu đấy chứ không cần phải mua đèn, tại vì đèn tính ra vào có 30.000 một lọ thì là tinh dầu thôi, 3 4 12. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con gen co nhiệt nhá, 50.000 một hộp này, bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kích thước nhá, 9 kích thước. Đấy, từ 0,1 đến các kiểu như này nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 50.000 cho 328 đầu. Gen co nhiệt các bác chỉ cần đặt vào đốt lên là xong. Đó, đốt lên đặt vào dây điện đốt là xong. Gen co nhiệt nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây nó sẽ là một cái đệm dạng như là một cái đệm lò xo bằng cao su. Đấy, một cái đệm than tổ ong bằng cao su như này. Khi các bác ngồi thì nó giúp cho các bác là rất là êm luôn, êm ái nhẹ nhàng nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho cái đệm ghế như này, lên xem là đệm ghế 80.000 nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ này. Đấy, một con xẻng lính Mỹ rất là ngon luôn, có cả la bàn luôn. Đấy, bao gồm là một đầu cuốc, một đầu xẻng như này. Đấy, về nhà các bác xoáy vào cho em. Đấy, có thể là sử dụng rất là tiện ích nhá. Đấy, xoáy vào đây cho em này. Có cán này các bác xoáy vào cho em nhá. Hàng của lính Mỹ đó, chắc chắn lắm, chắc chắn dày dẫn nhá. Đấy. Đây, đấy. Các bác có thể dùng liên hoàn cả cuốc cả xẻng như này nhá, cả cuốc cả xẻng như này. Hoặc các bác có thể xoay đi cho em là xẻng một đầu hoặc cuốc một đầu. Đấy, xoay như này thì nó sẽ là đầu xẻng này. Đấy, xoay này là đầu xẻng này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đó. Và các bác có thể xoay ngược lại là đầu bé này, đó. Hàng của Mỹ nhá. Made in USA đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đuôi này thì có cả la bàn luôn nhá. Đuôi có cả la bàn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là xẻng lính Mỹ nhá, xẻng lính Mỹ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con xẻng lính Mỹ như này giá chỉ có 100 cành thôi. 100k cho con xẻng lính Mỹ như này. Các bác có thể gấp gọn này, bỏ vào túi rất là tiện luôn nhá. Đấy, bỏ túi rất là tiện cho em. Xẻng lính Mỹ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ba túi đựng rau nhá. Ba hộp đựng rau như này, ba hộp đựng rau như này nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là ba cái hộp đựng rau như này với ba kích thước khác nhau. Với ba kích thước khác nhau nhá. Đấy, ba cái túi đựng rau như này. Ba túi đựng rau. Đấy, ba túi đựng rau giá của nó sẽ là 40.000 cho ba túi như này nhá. 40.000 cho ba túi. Cái này nó sẽ là dạng túi zip nhá, dạng túi zip. Thì các bác dùng nó rất là sướng luôn. Đó đây. Ví dụ như các bác dùng thì các bác lấy ra cho em một túi này. Lấy ra cho em một túi. Sau đó thì các bác cho rau vào. Cho rau vào đây. Sau đó thì các bác kéo zip lại nhá. Cho rau vào, sau đó thì các bác lại kéo zip lại. Các bác để vào trong ngăn tủ lạnh. Các cái loại rau dợ rất là tiện luôn. 40.000 cho ba túi như này nhá. Ba hộp. 40.000 cho ba hộp. Đấy, rất là tiện. 40.000 cho ba hộp rất là tiện luôn. Đấy. 40.000 cho ba hộp nhá. Đó, ba hộp. Đấy, rất là tiện các bạn. Kích thước của nó thì nó sẽ là 14 này. 14, 18 và 27. 14, 18 và 27 các bác nhá. 14, 18 và 27. 40.000 cho các ba cái túi đựng rau đựng thịt như này. Đấy, lên cho em là 40.000 ba hộp đựng rau thịt các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn chữ nhật nhá. Con này thì giá chỉ có 70 cành nhưng con đèn chữ nhật này thôi. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là một đèn này, một dây sạc như này. Đèn thì sẽ có công tắc ở đây này, siêu sáng luôn các bác nhá. Đó, siêu sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, sáng mạnh này, sáng vừa này, nhấp nháy này và có một con đèn bên hông nữa. Đấy. Và nó cũng có cái quai quặc như này nhá. Có quặc như này các bác có thể quặc vào động được, nó rất là tiện ích luôn. Nó hình chữ nhật như này, dài khoảng gần 20 cm. Đây. Đấy. Nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi, rất tiện ích luôn. Đấy, nhỏ bằng hai ngón tay này các bác này. Đó. Con này giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là đèn chữ nhật 70.000 này. Các bác có thể để lên treo ô tô để mình hoặc là mang đi mang lại hoặc là dùng các công việc, nó rất là tiện luôn. Đèn chữ nhật 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, khay đá thông minh. Cái này thì nó sẽ là bằng silicone. Đấy. Cái đít của nó thì bằng silicone mềm cho nên là khi các bác sử dụng nó rất là đã luôn. Đấy. Đấy, bằng silicone mềm. Các bác chỉ cần cho vào, sau đó thì mình đẩy lên như này. Đẩy này là cái viên đá nó sẽ lên nhá. Đó. Đẩy này là cái viên đá nó sẽ lên này. Rất là tiện ích luôn. 15.000 một chiếc nhá. 15.000 một chiếc như này. Đó. Khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió hàng của Singapore nhá.
hàng của Mỹ và sản xuất ở Singapore, đây USA này, hàng thì là công nghệ của Mỹ và sản xuất ở Singapore. Đấy. Công nghệ bản quyền của Mỹ và sản xuất ở Singapore nhé, hàng siêu thơm cho các bác luôn. Đây. Đấy. Dầu gió các bác này, đây. Đấy. USA các bác này. Dầu gió Mỹ. Đó. Các bác lên cho em là dầu gió xanh nhá. Giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40k cho một lọ dầu gió xanh như này nhá. Dầu gió xanh 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bàn chải điện. Con này sẽ là 50.000 cái bàn chải điện như này. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một bàn, một thân máy và bốn đầu bàn chải luôn. Tính ra các bác mua chỉ có hơn 10.000 cho cái đầu bàn chải này thôi. Đấy, đây sẽ có sẵn đầu bàn chải này, chỉ cần lắp vào cho em là xong này. Lắp vào, bật lên này. Đấy, đấy. Lắp vào, bật lên cho em là xong. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ rung rất là mạnh luôn, tần suất rung của nó rất là mạnh luôn. Đấy các bác thấy không? Đó, đây. Đấy. Đây, có cái lẫy này các bác sờ vào cho em này. Đấy. Sờ vào cái lẫy này cho em. Tần suất rung của nó rất là mạnh luôn, các bác thấy không? Đấy. Có cái lẫy này các bác đẩy vào cho em này. Đấy. Đây. Đẩy vào cái lẫy này cho em này. Đấy. Đây, đấy, đẩy vào cái lẫy này, bật lên này. Tần suất rung của nó rất là tốt nhá. Đấy. Các bác thấy không? Lên cho em là bàn chải điện nhá. Nguyên là các bác đã được kèm thêm cho các bác là bốn cái đầu bàn chải như này rồi. Đấy, giá chỉ có 50 cành thôi. Bàn chải điện 50.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái đồng hồ. Cái này là đồng hồ gì nhỉ? Không, cái này. Đồng hồ vun kế nhá. Đấy, đồng hồ vun kế như này. 90.000, giá là 90.000 bao gồm cả đồng hồ cả dây đo luôn. Đấy. Đo vôn, đo ampere các kiểu con là điều được luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Đó. Về nhà thì các bác cứ thế là sử dụng thôi. Nó đã có sẵn pin bên trong rồi nhá. Sẵn pin bên trong rồi. Đó. Đồng hồ vun kế, đồng hồ nhiệt kế nhá. Các bác đo thì mình bật lên mình sử dụng. Đấy, có các số ở đây rất là tiện ích luôn. Lên theo là đồng hồ vun kế nhá. Đồng hồ vun kế. Giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ vun kế như này nhá. 90.000 một chiếc này, 90.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ nhiệt kế nhá. Con nhiệt kế này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 con đồng hồ nhiệt kế như này. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác cho pin vào cho em. Và cho vào cho em đúng lúc 12 giờ trưa nhá. Đúng lúc 12 giờ trưa là đèn nó sẽ lên thôi. Đấy, đúng lúc 12 giờ trưa là nó sẽ cập nhật cho các bác là 12 giờ luôn. Đó, 12 giờ rất tiện luôn. Đó, cập nhật cho bác 12 giờ, nhiệt độ là 29 độ C. Độ ẩm là 56%. Miền Bắc đang hanh khô nên là độ ẩm rất là thấp luôn nhá. Đó, cập nhật cho bác luôn. 90k à 70.000 nhá, 70.000. Tiếp theo sẽ là một con bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một đầu khẩu, một tay công và một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá, từ 8 đến 20 đầu khẩu của nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 24, hàng siêu đẹp cho bác luôn. Giá là 160.000 nhá, 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Lên cho em là khẩu 12 chi tiết 160.000. 160.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt hàng quân đội Mỹ như này. Con này giá của nó sẽ là 195.000. Dung tích của nó là 1,5 lít, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Nắp của nó sẽ là một cái dạng nắp dùng làm cốc nước được luôn. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hàng màu xanh quân đội. Có lưới lọc luôn. Đó, có lưới lọc này các nhá. Đấy. Hàng màu xanh quân đội có lưới lọc luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ 195.000. Dung tích của nó là 1,5 lít, 1,5 lít nhá. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này thì dùng rất là đã luôn các bạn. Đấy, dùng rất là đã luôn. Các bác có thể dùng nó rất là tiện đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là kia chổi cái này nó sẽ là chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đó. Giá của nó sẽ là 20.000 một cái và ba cái là đi 50.000 ba cái. Các bác lên cho em là chổi gạt kính này, chổi gạt kính rất là tiện luôn. 20.000 một chiếc. Kích thước của nó thì rộng của nó khoảng 25 cm. Đấy, cầm được gạt này rất là tiện, chổi gạt kính nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một cái. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vòi tưới cây đây. Vòi tưới cây thì các bác lên cho em cái vòi này, nó sẽ là vòi đồng nhá, vòi đồng này. Đấy, vòi đồng như này.
Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Vòi đồng tăng áp này. Đấy. Còn đây là các bác lên cho em đó là con này nó sẽ là vòi đồng tăng áp nhá. Còn con này thì nó sẽ là bên em có hai cái mẫu vòi phun nước như này thì các bác lên cho em là vòi này là vòi đen nhá, vòi đen tăng áp này. Đấy, vòi đen tăng áp. Vòi đen này thì nó sẽ là cái phần cút này của nó bằng đồng này và có ba cái phần cút nối này. Còn này cái này thì các bác lên cho em là vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp con này thì bằng đồng thau hết này. Đó, giá sẽ là 40.000. Thì các bác lên cho em là vòi đen này hoặc là vòi vàng này. Vòi vàng là 40.000 còn vòi đen là 50.000 nhá. Vòi đen là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Khi các bác dùng thì các bác lật đảo chiều đưa cho em là còi nó sẽ hú ngậu lên. Giá sẽ là 80.000 cho cái khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi nóng nhá. Đây nó sẽ là một cái túi như này. Các bác có thể cho nước nóng vào đây để mình chườm nhá. Đấy. Xoáy ra. Xoáy ra cho đó thì mình xoáy ra cho em này. Đấy, có gen xoáy có gioăng nhá, có gioăng giếc đàng hoàng. Rất là chắc luôn. Cho nước nóng vào đây để mình chườm này. Đấy, gọi là túi chườm. Túi chườm. Lên cho em là túi nóng giá sẽ là túi nóng 35.000 cái túi nóng này thôi nhá. 35.000, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, 160.000. Con này nó dùng pin, các bác có thể đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy. Con này nó dùng pin rất là tiện luôn. Đấy, máy đo huyết áp, đo nhịp tim các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác là cái lẫy để các bác lắp pin này, lắp cho em pin con thỏ vào đây mình dùng thôi. Đấy, lắp pin con thỏ vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi các bác bật nguồn ở đây. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao cắt kính gạch men nhá. Con này thì sẽ là được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa và giá của nó sẽ là 150.000 cho cái bộ dao cắt kính gạch men như này. Đấy, đây. Chuyên dùng để cắt kính cắt gạch men rất là ok luôn. Cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Chuyên để cắt kính cắt gạch men. 150.000 cho cái bộ dao cắt kính gạch men này các bác nhá. 150k. Đó, lên cho em là dao cắt kính gạch men 150.000 các bác này, 150.000. Vòi xịt vệ sinh, cả dây cả vòi, cả dây cả đầu vòi xịt như này, hàng của Nhật nhá. Giá là 90.000 cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho cái bộ mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh này có điều chỉnh áp này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ làm cái mỏ hàn như này, có điều chỉnh tăng giảm này. Đấy, công suất của nó là từ 60W này, 60W có điều chỉnh nhiệt độ này. Đó. Có cho các bác là nhựa thông này, thiếc này. Đấy. Và 5 mũi thay thế nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 100.000 cho cái bộ mỏ hàn thiếc như này, 100.000. Tiếp theo thì các loại ví này. Đầu tiên thì nó sẽ là có con ví thanh lý. Ví thanh lý da bò. Da bò nhưng mà hàng thanh lý giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000, chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Tiếp theo là con này thì các bác lên cho em là ví đại bàng nhá. Ví đại bàng, con này sẽ là 100.000. 100.000 cho con ví đại bàng như này. Con này rất là đẹp luôn. Đó. Ví đại bàng rất là đẹp này. Đấy, chất liệu của nó cũng 100% là da bò hết nhá. Da bò hết. Đấy. Tiếp theo là ví da bò Mỹ này, da bò Mỹ Made in USA. Con này sẽ là 120.000 này. Con này 40.000 này. Con này 120.000 này. À, con này 100 này, đại bàng là 100 này. Và cái ví giấy tờ này thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái ví đựng giấy tờ như này. Lên cho em là ví đăng kiểm nhá, ví đăng kiểm, ví giấy tờ 50.000. Đó, các loại ví bên em. Tiếp theo là găng tay thức ăn 20.000 cho một bịch như này. Đấy. Các bác bóc qua cho em, lấy ra này. Đấy. Găng tay vải lụa này, đấy, găng tay túi bóng lụa. Siêu dai siêu mềm luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy. Tay em là tay đàn ông to này, đi vẫn vừa hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một bịch găng tay như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 chiếc nhá, từ 80 đến 100 chiếc găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo là con lăn bụi nhá, con lăn bụi 25.000 cho một bộ bao gồm là tặng kèm hai con với một con đi theo nữa là ba con, con lăn bụi. Đấy, rất là tiện luôn, con lăn bụi 25.000 thôi nhá, 25.000. Tiếp theo thì sẽ là cái đá mài thì bên em về có hai mẫu đó là đá vàng và đá đỏ nhá. Đá đỏ là 70.000 và đá vàng là 90.000. Đá vàng là 90.000.
đều là hàng nội địa của Nhật, made in Japan hết nhá, made in Japan. Độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 và 3.000, 8.000 Katashiwa made in Japan, chữ in trực tiếp trên đá luôn, để mài dao rất sắc bén nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dây nồi cơm nhá, dây nồi cơm 30.000 một chiếc. 30.000 chiếc, nhà bác nào bị hỏng dây nồi cơm, bị hỏng, bị không dùng được thì dùng con này chứ em. Đấy, mua về mình thay vào. Mình thay vào cái này là dây nồi cơm, dùng rất là tiện luôn, 30.000 một dây. Tiếp theo thì mài dao ba khe 130.000, hàng của thương hiệu Tamasaki made in Japan. Đó, Tamasaki made in Japan đây, 130.000 mài dao ba khe nhá. Tiếp theo thì một con kéo cắt cành đúc, con này sẽ là 120.000 một chiếc này. 120.000 một chiếc. Con này để cắt cành đúc này. Đấy, cắt cành đúc rất là ngon luôn. Đấy, kéo cắt cành đúc 120.000. 120.000 cho con kéo cắt cành đúc như này, con này rất là tiện nhá. Hàng đúc liền nguyên khối. Cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Kéo cắt cành đúc 120.000. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. Robot hút bụi đây. Đấy. Con này thì rất là tiện rồi. Bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm đây. Và một con máy đây. Có phụ kiện đi kèm. Đây là máy này. Con này thì rất là tiện các bác nhá, dùng để hút bụi cái thứ rất là ok luôn. Đó. Các bác tháo cho em cái lẫy pin này ra này. Đấy là máy chạy này. Đấy. Máy chạy nha, tháo cái chân này ra này. Đây nhá. Đó. Có màu đen, có màu lô thì màu đen, lô màu trắng này. Đấy, đây thì em tháo cho các bác xem này. Nguyên đai nguyên kiện sạch sẽ như này nhá. Đấy, và nó sẽ hút bụi vào cho các bác xem luôn. Đấy, hút bụi luôn nhá. Đấy, đây em bật lên nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó. Hút bụi rất là tốt nhá. Cảm biến nhá. Đó, cảm biến. Chạm vào là nó sẽ tự quay đầu các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Ví dụ chạm vào vật cản là nó sẽ tự quay đầu. Đó. Rất tiện các bạn. Đó. Đây. Đó đây. Em sẽ dừng lại cho các bác xem này. Đó. Con này thì giá chỉ có 120 cành thôi. Đây. Đấy, hút có mấy giây mà cái bụi mịn nó đã vào này rồi các bác này. Đấy. Mới hút có mấy giây thôi mà bụi mịn nó vào này là các bác yên tâm rồi. Đó. Rất yên tâm sử dụng luôn. Đó. Robot hút bụi nhá, giá sẽ là 120.000. Robot hút bụi 120.000 anh em nhé. Tiếp theo thì võng dù này. Võng dù thì đầu tiên nó sẽ là con võng xếp này. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000. Còn con võng dù quân đội Nhật này thì sẽ là 90.000. Con này thì gấp gọn này. Con này gấp gọn luôn. Con này là 90.000 nhé. 90.000. Có cả dây dợ cho các bác đàng hoàng nhé. Con võng này dùng cực kỳ là ngon luôn. Chất liệu vải dù như này. Còn con này là võng xếp vải lưới này nhé. Vải lưới này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gối ngải cứu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gối như này luôn. Bỏ cái ấy rồi cái này kìa. Bỏ cái kia ra xong lấy tí nước vào đây, bỏ cái biển vào đây. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là trên 10 cm, chiều cao thì nói chung là nó vào khoảng 10 cm. Cái này các bác dùng để gối rất là thoải mái luôn. Cắm vào cái USB cho em, USB hoặc là cắm vào cái củ sạc điện thoại nhá. Có công tác điều khiển như này này, này có công tác điều khiển như này. Đó. Thì giúp cho các bác là nó gối thì nó sẽ làm nóng lên và nó có mùi của ngải cứu rất là thơm, đã thông kinh mạch máu huyết lưu thông rồi đỡ đau đầu, đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 100.000. Lấy tí nước này. Lên cho em là gối ngải cứu giá sẽ là 100.000 các bác nhé. 100.000 thì cái gối ngải cứu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy rót rượu nhá. Máy rót rượu. Đây nó sẽ có cái công tắc các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó thì công tắc này vừa là nguồn vừa là điều chỉnh lượng rượu luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái này. Đấy. 270.000 bên em bao ship đến tận nhà, nhận hàng, kiểm tra, test thử, thanh toán giúp cho em. Đó. Đấy thì các bác chỉ cần là đặt vào chén là xong nhá. Đặt vào chén là xong, rất là tiện ích luôn. Đó. Thì cái này thì các bác dùng để mình uống rượu thì mình đong nó rất là tiện. Đặt vào cái này. Đấy, theo các bác theo. Đây, đặt vào cái này. Đó. Thì các bác có thể tăng giảm lượng rượu ở đây nhá. Tăng lên này. Đấy, hoặc giảm đi. Tùy theo này. Tăng lên này. Đấy, cái này em tăng lên rồi. Đó, tăng lên nhá. Đây các bác này. Đó. Lên cho em là máy rót rượu nhá. Một con máy rót rượu như này giá của nó sẽ là 270.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy.
Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này này, có điều khiển đi kèm này. Phương ơi. Một thân máy như này có điều khiển đi kèm nhá. Đấy, một thân máy như này. Lau đi. Một thân máy này có điều khiển, à có nguồn đi kèm này và một cái âu ở đây. Lau lau. Cái âu này các bác dùng để mình đựng rượu nhá, và âu này để các bác đựng đá để bên dưới này, âu này đựng đá này. Đó. Âu này thì bằng nhựa, 270.000 bên em bao ship tận nhà. Âu này bằng nhựa các bác dùng để đựng đá nhá. Và cái âu inox này thì các bác đựng rượu cho em. Đó. Thì các bác sử dụng thì con này nó rất là hợp lý. Các bác chỉ cần đặt vào là xong, rất là tiện ích luôn. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Giá thì sẽ là 270.000. Lên mã giúp cho em là máy rót rượu 270.000 bao ship tận nhà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ly giữ nhiệt nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con ly giữ nhiệt như này, có kèm cả nắp và cả ống hút luôn. Giá 60 canh. Dung tích của nó là 600ml nhá, 600ml. Đấy. Có gioăng giếc các thứ đàng hoàng nhá. Nắp có gioăng giếc đàng hoàng. Nắp có gioăng đàng hoàng nhá. Đấy. Không để đúng để đậy vào đến kia là xong. Bỏ cái chén vào. Chén vào đấy. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một cái bộ ly nhiệt như này, hàng của Mỹ. Americano không đấy. Đến kia thôi. Nó gọn để đây này đổ. Giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho cái ly nhiệt như này. Đấy, lên cho em là ly nhiệt, giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó, tiếp theo thì một cái mã 60.000 nữa, đó là một cái con đèn thần tài nhá, cũng 60.000 luôn. Đó, đèn thần tài 60.000. Đây nó sẽ là một cái đèn như này. Các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng rất là tiện này, để trên ban thờ các thứ này, hoặc là dùng để khi mất điện được, bật nguồn lên cho em này. Đấy, các bác vỗ nhẹ này nó sẽ lên này, vỗ nhẹ nó tắt, vỗ nhẹ nó lên này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Vỗ nó tắt, vỗ nó lên. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Đấy. 60k cho cái đèn thần tài như này. Các bác lên cho em là đèn thần tài, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái đèn thần tài như này. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy mài dao, giá sẽ là 80.000. 80.000 cho con máy mài dao như này, cắm trực tiếp điện 220V luôn. Cắm điện 220 bật công tắc ở đây. Đấy. Cắm điện 220 và công tắc bật ở đây các bác nhá. Đó, công tắc bật ở đây. Các bác bật công tắc lên cho em. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con massage cổ vai gáy nhá. Đấy, con này thì các bác đặt lên cổ vai gáy giúp cho em. Nó có quai đeo như này nhá. Có quai đeo, các bác đeo vào vùng vòng xuống ngực nhá, vòng xuống ngực. Nó sẽ có các cánh tay như này giúp cho các bác massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Đây là cái cáp sạc của nó này. Đấy, cáp sạc của nó đây. Đấy, và con này thì nó sẽ có cái nút nguồn ở đây nhá. Nút nguồn đây các bác, khi các bác bật thì giữ lì cho em cái nút nguồn này. Đó, đây. Đấy, cái tay của nó nhai này các bác này. Đấy. Giúp cho các bác massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Đó. Các bác khi các bác bật thì giữ lì cho em, còn tắt thì các bác chỉ cần nhấp một phát là được rồi. Lên cho em là massage cổ vai gáy. Giá bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 320.000 cho một em massage cổ vai gáy như này nhá. 320.000, 320.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cạo râu Zandu nhá. Máy cạo râu Zandu. Con này thì giá sẽ là 90 canh. Mở nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ là cái đốc sạc đây, các bác đẩy cái này lên để sạc này. Và đẩy cái phần này lên thì để mình tăng đơ này. Tăng đơ thì đẩy cái phần này lên để cạo râu nhá, cạo râu. Còn cạo râu thông thường thì các bác đẩy này lên là nó sẽ cạo này. Đấy, các bác nghe tiếng nó đứt chưa? Đó. Đấy, nghe tiếng nó đứt chưa? Đó, đứt xèn xèn các bác này. Đó. Rất là ngon luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, đấy các bác thấy râu nó đứt ra đây này các bác này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con máy cạo râu như này. Lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Máy cạo râu Zandu, giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp ô tô nhá. Một hộp này thì 80.000. Nó vào khoảng 30 chiếc, đầy đủ kích thước to nhỏ lớn bé như này. Đó. Đây. 80.000 các bác nhá. 80.000 cho một hộp như này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó, 80.000. Lên cho em là hộp ô tô, giá sẽ là 80k các bác nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó, 80.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con chuông cổng nhá. Đấy, các bác lên cho em là chuông cổng này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái thân chuông như này, một thân chuông và một cái chuông như này, thì các bác cắm cái phần này vào điện lưới cho em, cắm vào điện 220 cho em. Sau đó thì mình cần chỉ bấm này là nó kêu thôi. Đấy, bấm thì các bác để cho khách ở ngoài người ta bấm. Đó. Các bác có miếng dán hết nhá, có miếng dán hết luôn. Lên cho em là chuông cổng nhá, chuông cổng đây. Thì các bác cắm cái con chuông này vào điện 220 này. Đấy. Cắm vào điện này, sau đó thì các bác bấm này. Đấy. Đấy, có thấy không?
Thì cái chuông này các bác sẽ để trong nhà, cắm vào điện trong nhà. Cái chuông này cắm vào điện để trong nhà nhé. Còn cái này thì các bác dán vào cửa cho em, dán vào cửa cho em. Đó, để ở cửa, dán vào. Thế là khi mà khách họ đến thì là họ bấm ngoài cổng ấy là nó sẽ kêu. Thì mình ở trong nhà mình biết được luôn, khỏi phải gọi nó văn minh. Lên cho em là chuông cổng 145.000. Tiếp theo thì sẽ là cái keo dán vàng nhá. Keo dán vàng. Hàng này thì sẽ là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, keo dán vàng 20.000 ba lọ. Đấy, nó màu vàng như này cho nên là em lên là keo dán vàng. Con này thì dán được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Đồ trang sức này, đồ sành, đồ sứ này, đồ nhựa này, đấy, đồ chơi các thứ là đều luôn. 20.000 ba típ nhá. Lên cho em là keo dán vàng 20.000 ba típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu vàng 150.000. Đấy, 150.000. Một hộp này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là hai đầu nhá, hai đầu như này. Hai đầu rất là đẹp này, đấy. Hai đầu rất là đẹp như này. Hàng đúc liền nguyên khối, hai đầu siêu đẹp luôn. Đó. Và một dây thắt lưng, các bác có thể thay tháo để mình sử dụng hai cái đầu này luôn. Đây. Dây của nó chất da siêu mềm luôn. Đấy, dây của nó chất da siêu mềm và đẹp luôn nhá. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, 150.000. Đấy, lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi. 30 lưỡi có kèm cả kem cả lưỡi luôn. Đây, đấy, bộ lưỡi kem. Một lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem và 30 lưỡi như này nhá. 30 lưỡi kép như này. Đấy. Lưỡi của nó là dòng lưỡi kép như này. Giá chỉ có 55.000 thôi. 55k cho cái bộ lưỡi kem như này. Lên cho em là bộ lưỡi kem 55.000 thôi nhá. 55.000 cho cái bộ lưỡi kem như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ lưỡi kem 55.000 rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái mẫu LED pháo hoa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác đang xem cái mẫu LED pháo hoa này, mẫu đèn xoay này và mẫu LED hạt ngọc nhá. Đó là một số cái mẫu LED của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Cái mẫu LED pháo hoa này thì nó cũng khá là nhiều hiệu ứng luôn nhá, và các cái hiệu ứng rất là đẹp này. Đấy, các bác thấy không? Đây, hiệu ứng của nó này. Đó. Em đang điều chỉnh bằng cái con điều khiển này nhá. Và nó rất là nhiều hiệu ứng luôn. Đấy, có các cái hiệu ứng khác nhau để cho các bác có thể điều chỉnh này. Đó, bắn nhanh, bắn chậm rồi tỏa ra thu vào các kiểu con là điều được luôn. Đó. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Đấy. Thu vào này, tỏa ra này. Đó. Từ dưới lên này, từ trên xuống này, rất là nhiều hiệu ứng để cho các bác điều chỉnh nhá. Đó. Rất đẹp luôn các bác. Đó, và nó có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau. Các bác có thể để chế độ auto hoặc là tùy chỉnh các bác. Đó, đấy chưa? Đó, rất nhiều màu sắc nha. Và LED pháo hoa này thì bên em đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, LED pháo hoa, LED ngọc về cho các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Rất là nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh nhá. Đấy. Rất nhiều chế độ khác nhau luôn. Đó, các bác theo. Nhiều chế độ, nhiều màu sắc nhá. LED pháo hoa này thì rất là đỉnh luôn. Đó. Rất nhiều chế độ, các chế độ rồi các biểu màu khác nhau. Các bác cứ bấm vào là nó sẽ thay đổi màu sắc các kiểu các bác nhá. Đó, thay đổi màu sắc rồi thay đổi chế độ. Đấy, rất là nhiều chế độ luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Thì cái mẫu LED pháo hoa này thì cái đường kính của nó là vào khoảng là 1 mét nhá. Đấy, cái đường kính của nó là 1 mét. Và cái chiều chân này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét một tí các bác nhá. Đó, và có điều khiển. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái mẫu đèn xoay này. Con đèn xoay này của nó thì nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con đèn xoay như này. Đó, còn con LED ngọc đây. LED ngọc thì là nó sẽ là sợi hạt ngọc như này các bác này. Sợi hạt ngọc như này. Đó. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đây là các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đây, LED pháo hoa thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một hộp LED pháo hoa như này. Đó. Cái này thì bên em gọi là LED pháo hoa thôi nhá, còn về nhà là các bác tự nó là gọi là tên vậy thôi, chứ còn về nhà các bác tự lắp ráp cho em nhá, tự lắp ráp cho em chứ nó không có tiếng kêu đâu. Đây là cái bộ điều khiển của nó này. Và đây là con LED này. Đấy. Cái nguồn thì các bác cắm cho em là cái nguồn vào đây, nguồn vào là nó sẽ ở cái phần này nhá. Nguồn vào. Đây. Đấy. Khi các bác cắm thì đây nó sẽ là cái chân cấp nguồn này.
Đấy, chân cấp nguồn input này. Input nó sẽ là đây nhé, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái đầu chân cắm nguồn USB như này, về nhà các bác cắm vào cái USB chân cắm sạc điện thoại nhà mình cho em nhé. Đó, và nó cũng có điều khiển trực tiếp ở đây luôn này, có cái lấy điều cắm bật điều khiển đây luôn. Các bác kết nối hai cái này vào với nhau cho em này, kết nối hai cái này vào với nhau này. Đó, kết nối thì các bác nhớ là kết nối theo đúng chiều của nó nhé, đúng chiều của nó luôn. Đó, sau đó thì mình giả ra cái đoạn này nó sẽ là cái đoạn sống nó dài hơn 1 mét, là cái đoạn chiều dài đấy. Sau đó thì bắt đầu là mình nó sẽ có từng đoạn một, thì các bác tháo ra cho em, sau đó thì mình cắm cái đoạn sống này vào cái phần nguồn này. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này nhá. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này cho em. Đấy, cắm vào đây là nó sẽ cấp nguồn này. Đấy, đầu tiên là cắm vào đây, cắm vào đây để lấy nguồn nhá. Lấy nguồn sau đó thì các bác cắm kết nối tiếp các cái phần khác vào cho em đây. Cái phần mũi tên lên này thì các bác cắm vào cho em nhá. Đấy, cắm vào cho em. Đó. Sau đó thì các bác cắm tiếp các cái phần tiếp theo vào như này là sẽ ok thôi. Thì các bác cứ giả ra nó sẽ có các cái phần tiếp theo nhá. Cái này nó sẽ là băng dính hai mặt nhá. Các bác giả ra sau đó thì cắt ra từng đoạn một đây. Những cái phần nối này nó sẽ là băng dính hai mặt này, băng dính hai mặt. Các bác cắt ra từng đoạn một cho em thì nó sẽ ra được cái phần cánh nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cắm thử cho các bác xem luôn. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đấy, đây em sẽ cắm cái chân nguồn USB này vào ổ lên cho các bác xem này. Đấy, cắm chân nguồn USB. Đó là sẽ sáng bình thường luôn. Và sau đó thì các bác có thể điều chỉnh trực tiếp ở đây nhá. Điều chỉnh trực tiếp ở đây này. Đấy. Điều chỉnh trực tiếp ở đây hoặc qua điều khiển nhá. Đấy, qua điều khiển các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh cắm hết lượt vào cho em. Nó sẽ có cho các bác là đầu vào thì các bác cắm cái chân dài nhất và cái chân đầu tiên là vào cái phần input này nhá. Input này. Còn lại là các bác cứ thế cắm lần lượt vào cho em là ok thôi. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 140.000 lên cho em là led pháo hoa 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu led. Đó là led hạt ngọc này. Đây. Led hạt ngọc thì nó sẽ có mẫu là đi 10m và mẫu là 20m. Đây là mẫu 10m này. 10m này thì quận 10m này của nó sẽ là 80.000 và quận 20m này thì nó sẽ là 120.000. Đấy, 120.000. Nó sẽ có dòng là 10m và dòng 20m. Cái này là 20m nhá. Đó. Thì tất cả cái này đều không có nguồn đâu nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em. Đó, đây. Đấy, cái này thì dòng chống nước nhá. Dòng này thì chống nước rồi. Các bác dùng ngoài trời thoải mái nhá. Đấy. Cái này là 20m này. Có điều chỉnh này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Các kiểu con này đều được luôn. Đó. Nháy đuổi chiều rồi đổi màu các thứ, nháy nhanh nháy chậm đây. Đấy. Cắm qua cái chân USB nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là một dòng là 20m. Dòng 20m thì giá của nó sẽ là 120.000. Đấy. 20m là 120.000, có điều khiển từ xa nhá, có điều khiển từ xa luôn. Đó. Con này là 20m này. 20m giá sẽ là 120.000. Lên theo led hạt ngọc nhá. Và con này 10m thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu cái hạt led kim cương nhá. Các bác lên cho em là led kim cương. Một quận này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 50 m nhá. Chiều dài của nó từ 30 đến 50 m. Đây, đấy. Con này thì về nhà các bác không cần phải dùng ấy nữa. Các bác cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, không cần phải dùng qua chân USB. Cắm trực tiếp này, có điều khiển này. Đó. Con này thì các bác có thể trang trí sự kiện này, nhà có đình đám này, trang lên cây cối này, hoặc là các bác trang trí Noel nó cũng rất là ok luôn nhá. Giá thì sẽ là 70k nhá, lên cho em là led kim cương, 70.000 cho cái bộ led kim cương như này. Đó. Thì các cái mẫu led cơ bản của bên em, các bác có thể xem và tham khảo các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mà. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện nhá. Băng dính điện hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Có những cái lô thì nó còn nguyên kiện như này các bạn này. Còn nguyên kiện như này, nhưng cái này thì nó không còn không có nhiều. Đấy, còn nguyên kiện như này luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Denka này. Made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy chưa? Made in Japan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Băng dính của bên em thì dòng này nó là sẽ là siêu dai, siêu dính nhá. Đó. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá sẽ là 80k trên 1 cân nhá. 80k trên 1 cân. Đây các bác này. Đó, đây. Đây. Các bác thấy không? Kéo thoải mái luôn. Siêu dai, siêu dính và siêu mỏng luôn. Gần như không có lõi nhá. Lõi là gần như không có đâu. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 10k một quận nhá. Đấy, 10.000 trên một quận.
Đấy, các bác mua quận thì sẽ là 10k một quận nhá. 10k trên một quận to như này. Đấy. Còn quận nhỏ như này thì sẽ là 5.000 này. Đây. Quận nhỏ này sẽ là 5k này, đó, 5k. Quận nhỏ là 5k, quận to là 10.000. Đây. Đấy, nó một gấp đôi luôn. Quận nhỏ 5k, quận to là 10k và mua cả cân thì sẽ là 80k trên 1 kg nhá. 80k trên 1 kg, nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45.000 trên nửa cân. Đó. 80k trên 1 kg nhá. 1 kg, còn nửa cân sẽ là 45.000. Bằng dính cũng đủ màu luôn. Đấy. Màu đen, màu xám, màu trắng đủ màu cho các bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít 6 cạnh như này nhá. Đấy, vít tôi vít 6 múi nhá. Đấy, vít 6 đầu nhá. 2 này, 4 này, 6 đầu. Với một cái đầu này nó là 7 thì em gọi là vít 6 đầu nhá. Vít 6 đầu rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Một cái tô vít như này bao gồm cho các bác có sẵn 6 đầu như này. Lên nha, là tô vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con vít 6 đầu như này. Các bác có thể dùng để sửa chữa thay tháo, nó rất là tiện luôn, có sẵn ở đây luôn. Đó, có sẵn ở đây luôn. Mình chỉ cần rút ra là mình thay tháo thôi. Đấy, lên cho em là vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít 6 đầu như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, đây nó sẽ là cái kẹp bạt như này. Thì các bác có thể kẹp vào bạt này, kẹp vào các cái vải cái bạt đen ấy, bạt đen, bạt xanh để các bác kẹp hoặc là kẹp vào dù cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, khi kẹp vào nó rất là chắc như này. Đấy, hoặc là kẹp vào những cái rèm cửa, rèm kiếc bằng vải nhá. Các bác kẹp vào được hết nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần sập cái này cho em xong, sập cái này cho em xong. Đó, nó khóa rất là chắc luôn, thì khi sập vào rồi thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, về nhà mình sập nó vào là mình có thể kéo luôn dây vào đây và kéo đi nhá, chăng bạt chăng kiếc nhá. Giá sẽ là 25.000 một chục nhá. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt 25k trên 10 cái, 25.000 trên 10 cái các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rút ra là tự hãm, bản to nhá, số rõ ràng nhá. Đấy, thước rút tự hãm có dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, thước rút tự hãm, đó, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì ưu điểm là các bác dùng là không phải giữ, không phải giữ. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm cho mình. Đấy, rút ra tự hãm. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy, thì con 5m thì sẽ là 40k này, 5m là 40k. Đấy. Còn con 7m là 50.000. Đấy. Đây. Con 5m thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đó. 7m rưỡi, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó. Và 10m thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000. Đấy, 5m 40.000, 7m rưỡi 50.000 và 10m là 60.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù lỗ nhá. Đây, một con thắt lưng dù lỗ như này. Dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Thắt lưng dù lỗ như này dùng rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng của quân đội nhá. Thắt lưng dù hàng của quân đội như này. Rất là ngon luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con thắt lưng dù lỗ như này. Giá chỉ có cho các bác là đi đây, có cả những cái đai điếc các bác thắt vào này, rất là ngon luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này rất nhiều lỗ nhá. Đấy. Ở đây nó rất là nhiều lỗ luôn các bác, kể các bác bụng bự, mét 2 mét 3 cũng ok hết nhá. Mét 2 mét 3 cũng ok hết. Cái dù lỗ này là bao nhiêu đấy? Thắt lưng dù lỗ này. Giá sẽ là 70k nhá, lên cho em là thắt lưng dù lỗ này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con thắt lưng dù lỗ như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ ông già nhá, mũ ông già như này. Giá thì sẽ là 105k nhá, 105k cho cái mũ ông già như này các bác này. Đấy. Con này thì đội rất là ngon, ôm form ôm dáng, đặc biệt là chuẩn bị hết mùa hè sang mùa đông rồi, hoặc là các bác ở trong miền Nam đây các bác. Đó, đội như này. Các bác có thể thắt xuống như này. Đấy, thắt như này rất là ấm luôn. 105.000 nhá. Ngoài ra thì các bác có thể cho lên như này thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Cho lên như này các bác thắt dây vào cho em là xong. Thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Một cái mũ đội bình thường rất là ngon lành luôn. Đấy, khi mà ra ngoài đường hoặc là trời lạnh các bác bịt cái này vào cho em, rất ấm luôn. Thắt dây vào thì nói chung là gió lạnh thì chỉ có ở ngoài khóc thôi. Đấy. Cái này thì năm ngoái bên em cháy hàng nhá. Sớm đi. Đấy, các bác có thể mua sớm đi. Đó, giá thì sẽ là 105.000. Lên cho em là mũ ông già nhá, mũ ông già. Giá sẽ là 105.000. Đó. Mũ ông già này. Giá sẽ là 105k nhá. 105.000 cho con mũ ông già như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm mũ rất là đẹp luôn, đó là cái mũ nồi nhá. Đây. Đấy, cái mũ nồi như này. Bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu màu đen.
Thì con mũ nồi này thì giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con mũ nồi như này. Con mũ nồi này cũng đội rất là ngon luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Em đội con mũ nồi cho bạn xem này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Các bác đội trời nắng trời mưa đều được hết nhá, trời nắng trời mưa đều được hết. Hoặc là mùa đông thì các bác đội giữ ấm cho đầu của mình cũng rất là tốt luôn. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là mũ nồi có hai màu, màu đen và màu nâu, hai màu đều đẹp hết, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá sẽ là 100.000 cho con mũ nồi như này, 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, ôm form ôm dáng, đấy đầu nào cũng đội được hết nhá. Lên cho em là mũ nồi giá sẽ là 100k, còn mũ ông già là 105.000. Tiếp. Bên shop về cho bác hai cái mẫu đá mài hàng của Nhật nhá, đấy đá mài. Có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, à màu vàng này là 5.000, 10.000 giá sẽ là 90.000. Còn màu vàng này thì giá của màu đỏ này của nó thì sẽ là 70.000. Độ mịn của nó thì là 3.000, 8.000. Độ mịn ít hơn thì là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy, có hai mẫu đá mài như vậy. Thì các bác biết được nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu vòi tưới cây nhá. Đấy, à vòi phun thuốc sâu. Đây, nó sẽ là cái đầu vòi như này. Đấy, cái đầu vòi như này. Để các bác dùng thì mình phun thuốc sâu rất là tiện luôn, hoặc là tưới cây. Phun thuốc sâu, tưới cây, tưới lan. Đấy, các bác chỉ cần là cho máy nhá, cho vào cái chai thì ở đây nó sẽ bơm không khí này. Đấy, nó sẽ bơm không khí ở đây nhá. Bơm khí vào đây ép vào chai thì các bác bơm này là nó sẽ chảy nước ra thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cái vòi luôn. Có sẵn một cái vòi. Đây, có cái vòi này mình cắm vào chai là xong nhá. Lên cho em là vòi phun thuốc sâu nhá. Vòi phun thuốc sâu. Giá sẽ là 35k. Đó. Vòi phun thuốc sâu 35.000. Vòi phun thuốc 35.000, vòi phun thuốc này. Vòi phun thuốc giá sẽ là 35k nhá. 35k. Lắp thẳng vào cái về nhà có cái gen này các bác xoáy vào cho em là chai Coca này hoặc là các cái dòng chai nhựa, chai nước ngọt đều được hết. Sau đó thì mình bóp ở đây nó có đầu bét để các bác chỉnh lượng nước này, rất là ngon lành luôn. 35.000 thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy 35.000. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 cm là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái
cái đầu cấp nước cho em. Nó nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bán cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bạn này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây. Đấy các bác này, đấy rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau, dợ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308. Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên thêm là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá bỏ tăng cái thành cái dao. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho một con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho một con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì, cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành. Đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy, còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy, đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ, thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học, thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành.
Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1 mét 2 mét 3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40 nghìn rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90 nghìn thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp giá chỉ có 90 nghìn cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k thì cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đồng hồ. Đấy. Thì nó sẽ là mẫu đồng hồ LED cũ và LED mới nhá. Đây là nó sẽ là mẫu LED mới này. Mẫu LED mới này thì giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là mẫu đồng hồ LED mới nhá. LED mới này thì nó sẽ là 110.000 các bác nhá. LED mới này là 110.000. Các bác lên cho em là đồng hồ LED mới này. LED mới này. LED mới, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con đồng hồ LED mới như này thôi. Có dây cắm cái thứ đồng hàng và số nó sẽ là số điện tử, nó sẽ hiện lên như này các bác này. Đấy, số điện tử nó hiện lên đúng như này luôn. LED mới này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là đồng hồ LED cũ, giá sẽ là 140k nhá. 140k. Lên cho em là LED cũ này. LED cũ 140.000. Số nó thì nó cũng hiện như này. Đấy, hiện như này, và con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, cũng có dây cắm cáp cắm cái thứ đàng hoàng. Đây. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt trắng gương như này các bác này, mặt trắng gương như này. Đó, mặt trắng gương và số nó sẽ nổi trên mặt số. Còn con này thì số nó sẽ là nổi theo hình khung như này luôn đây, hai con này. Con LED cũ này thì to hơn, còn con LED mới này thì bé hơn một chút. Đó, thì nó sẽ có hai mẫu như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu LED cũ thì lấy, mà lấy mẫu LED mới thì lấy nhá. Đấy. LED cũ thì là 140 và LED mới thì sẽ là 101 nhá. Đấy. Đấy. Con này thì nó sẽ là LED cũ 140 này. Đấy, con này là LED mới này, 101 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ bài vàng này. Đấy. Bài này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá. Đấy. Nó bằng nhựa này, các bác có thể uốn cong thoải mái luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Nó rất là cứng nhá. Rất là cứng, các bác có thể uốn cong rồi sử dụng nó rất là thích luôn. Đấy, nó bằng nhựa chống nước nhá, bằng nhựa chống nước. Uốn cong có thứ thoải mái luôn. Màu sắc thì đẹp nhá, màu sắc đẹp. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, đây. Chấm hết luôn các bác này. Uốn cong có thứ thoải mái này các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Lên cho em là bài vàng nhá. Giá thì là 35.000 thôi. 35.000 cho một bộ bài vàng như này. Bài bằng nhựa. Đấy, còn các bác mua bình thường nó sẽ là bài giấy thì nó rất là nhanh hỏng. Bài này vừa cứng vừa đẹp chơi vừa ngon lành luôn. Lên cho em là bài vàng. Giá sẽ là 35k nhá. 35k cho bộ bài vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đựng giấy tờ xe nhá. Đấy. Ví giấy tờ xe nhá. Đấy, ví giấy tờ xe như này. Các bác về các bác có thể bỏ giấy đăng kiểm này, rồi các loại giấy tờ vào đây rất là tiện nhá. Chất liệu bằng da, hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là ví giấy tờ xe nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, 50k cho một con ví giấy tờ xe như này. Lên cho em là ví giấy tờ xe, giá sẽ là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Có kèm cho các bác là một máy và hai viên đá này. Đây. Đấy. Các bác có thể dùng để mài tay chân mà nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy, các bác đưa vào các mài đi xem. Đó. Mài đi xem như này. Đó. Mài gót chân rồi các cái phần da khô nứt nẻ các bác đưa vào các bác mài. Đó. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con máy mài gót chân như này.
giá của nó sẽ là 90k các bạn. 90.000 cho con máy mài gót chân như này nhá. Lên theo là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài gót chân như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Kính lúp giá của nó sẽ là 70.000 cho con kính lúp như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo kiểm tra này. Đấy, bác nào mắt kém thì mình dùng mình phóng lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Kính lúp có đèn luôn, về nhà các bác lắp pin luôn cho em. Pin thì các bác tự lắp nhá. Có đèn led luôn. 70.000 cho con kính lúp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu như này. Có hai màu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, ví da cá sấu thật 100% luôn. Hàng thật cao cấp cho bác luôn nhá. Ví da cá sấu rất là đẹp luôn. Đó, ví da cá sấu như này nhá. Đấy. Giá sẽ là 290.000 cho một con ví cá sấu như này nhá. Đấy, 290.000 một chiếc. Hàng cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Có màu vàng hoặc là màu có màu nâu hoặc màu đen này. Màu nâu màu đen. Hàng cá sấu thật 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 290.000. Lên theo là ví cá sấu nhá. Đó. Lên theo là ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu. Giá của nó sẽ là 290.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Túi đồ nghề mini như này. Đó, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 30 cm. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 và chiều rộng thì vào khoảng 10 cm nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng đồ nghề này. Đấy, đựng đồ nghề rồi đựng các loại đều ok hết nhá. Đấy, đồ nghề hoặc là búa đinh rồi nói chung là máy móc, dụng cụ cầm tay, rất là nhỏ gọn xinh xắn. Giá thì thanh lý cho các bác 90.000 cho một con túi đồ nghề như này thôi. 90.000, nên cho em là túi đồ nghề giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đây, cái bình chuông như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, các loại ngũ cốc bỏ vào đây, các bác mang đi. Con này nó rất là tiện này, nó giữ nhiệt cho các bác rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác uống cà phê đá này, uống cà phê đá này dùng con này cho em rất là sướng luôn. Đấy, cà phê đá nhá, cà phê đá, sữa đá. Đấy, các bác cho vào đây cho em. Vừa là mình dùng vừa để lắc này, pha chế này. Đấy, và mang đi dọc đường, có quay đeo này rất tiện, các bác có thể đeo lên xe hoặc để lên xe dùng rất là tiện luôn. Lên cho em là bình chuông nhá. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là bình chuông giá sẽ là 75.000 nhá. Bình chuông giá của nó sẽ là 75k này, 75k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ ngọc nhá, đồng hồ ngọc. À xin lỗi các bác, là bật lửa nhá, bật lửa ngọc này. Đấy. Con này thì nó sẽ là chạy bằng dầu, về nhà các bác cho dầu thơm vào đây, xăng thơm vào đây. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc 130.000 này. Bật lửa ngọc 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn 120 nhá, bật lửa la bàn. Con này thì có la bàn luôn và đây là cái 70 đúng không? Bật lửa la bàn này 120 này. Đấy. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga cho em nhá. Có cả bật lửa. Con này là sẽ là bật lửa la bàn này. Nó sẽ có la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn kèm đồng hồ luôn. Bật lửa la bàn kèm đồng hồ. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác thêm một cái mã nữa. Đó là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Con này thì chỉ có bật lửa với đồng hồ thôi. Giá của nó sẽ là 100 nhá. Giá của nó sẽ là 100. Đấy, 100.000. Thì bên em có 3 mẫu này. Bật lửa ngọc này, bật lửa ngọc chạy bằng dầu này, bật lửa la bàn này. Con này thì vừa la bàn vừa đồng hồ luôn là 120. Còn con này thì nguyên đồng hồ không nhá, nguyên đồng hồ không thì giá của nó sẽ là 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc và bật lửa đồng hồ nhá. Đây có cả đèn báo như này. Đồng hồ thì các bác chỉ cần nhấn vào là nó chạy thôi. Đấy, đây các bác này. Đây đồng hồ đang chạy đây. Đó, con này thì sẽ là 100 nhá, 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc, bật lửa đồng hồ. Có 3 mẫu cho các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái led. Các bác lên cho em là, các bác lên cho em là led 7 màu nhá. Đây, đấy, đây nó sẽ là một dây led như này. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét nhá. Dài từ 30 đến 50 mét, hàng về theo lô. Có lô thì 30 mét, có lô thì 40 mét, có lô thì 50 mét. Đấy. Lô này thì chắc chắn là về khoảng 40 mét nhá. Đấy, khoảng từ 3 đến 40 mét rồi. Đấy. Lên cho em đó là led 7 màu nhá. Led 7 màu như này. Đây. Led 7 màu rất là đẹp luôn này các bác này. Đó. Đây. Lên cho em là led 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó, 70.000 cho một cuộn led như này. Đây. Đấy. Bóng của nó cũng khá là dày luôn và dây thì dài khoảng là từ 30 đến 50 mét. Thoải mái sử dụng luôn. Lên cho em là led 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp nhá, dao gấp như này. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Một con dao gấp rất là đẹp như này. Các bác thấy không?
cao cấp rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là dao gấp nhá. Lô này về thì nó sẽ không có cái bật bia đâu, nhưng mà dao thì nó sẽ xịn hơn và sắc sắc hơn. Đấy, nhiều khi các bác dùng cái bật bia nó cũng rất là bất tiện, thì lô này về không có bật bia nhá. Giá của nó sẽ là 20k. Lên cho em là dao gấp 20.000 nhá. Dao gấp 20.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn treo nhá. Đèn treo. Giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho một con đèn treo như này. Các bác lên cho em là đèn treo 125.000. Con này thì cũng khá là tiện để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đó. Đây. Rất là tiện các bác này. Đây. Lên cho em là đèn treo. Con này thì 125.000 thôi. Cũng dùng được đa di năng luôn. Đa di năng luôn, có cả dây đeo, cả cáp sạc đầy đủ nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Đó. Có cả sạc ra cho điện thoại luôn, đầy đủ các tính năng nhá. Sạc vào, sạc ra, sạc năng lượng mặt trời. Đấy, đèn cũng rất là sáng nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào chưa? Có một đèn này, hai đèn này. Đấy. Một đèn, hai đèn như vậy nhá, để các bác có thể dùng ban đêm, ban ngày đều được hết. Về nhà các bác cắm sạc vào chưa? Con này thì nó đang hết pin nhá, đang hết pin. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 cho con đèn cầm tay như này, có cả dây sạc này. Con này cũng có sạc năng lượng mặt trời, có một bóng này. Tiếp theo là đến hai bóng hai bên này. Đấy, tiếp theo là một con đèn dọi này. Đấy, có báo pin nhá, có cả năng lượng mặt trời luôn. Mưa gió bão bùng dùng rất là tiện này. 100.000 cho một con này. Hàng đa di năng luôn, mưa gió bão bùng nhá. Lên trên là đèn cầm tay. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một em đèn cầm tay này thôi. Ngoài ra thì em có cho các bác con đèn wifi nhá, đèn wifi. Con này thì sẽ là 130.000 cho con đèn wifi này. Lên cho em là đèn wifi 130.000. Con này cũng rất là tiện luôn, có cáp sạc đầy đủ đi kèm cho các bác này. Và có cảm biến tự tự đóng ngắt nhá. Đấy. Đây, hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, Made in Germany, hàng của Đức này. Đây. Đấy, rất là sáng luôn. Và có cảm biến nhá. Đấy, đây các bác này. Rất là tiện, các bác dùng mà không muốn động tay vào thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sẽ tắt này. Bật này, đấy, tắt này. Tắt này, bật này. Rất là nhạy luôn, ở đây nó có hai cái mắt cảm biến như này. Đấy, và có thể ngoặt lên ngoặt xuống như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên cho là đèn wifi 130.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái massage chân nhá. Đấy, massage chân. Con này thì hàng của Nhật, nó sẽ là hàng sử dụng bằng điện nhá. Đấy, nó sẽ là điện từ, thì các bác đặt cái bàn chân mình đây, nó giật nó hơi tê tê một chút thì nó giúp cho các bác là massage bàn chân rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là massage chân. Con này giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con massage chân như này. Con này dùng đã lắm, các bác dùng để mình massage chân, nó gọi là trị liệu đấy. Massage trị liệu bằng điện rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là massage chân nhá. Đấy. Đây các bác này, đó. Với cả chức năng rung xoa bóp từ nhà để mang sao sức khỏe mãi cho người dùng. Ưu điểm của thảm là massage trị liệu cho bảo nhân toàn thân, giúp bảo massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau khớp, làm tăng vận đường, điều trị những bất ổn giảm nguy cơ đột quỵ. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Thì hôm nay bên em về được một ít cái kéo của Nhật, hàng thanh lý nhá, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm nhá. Đấy, 15 cm. Hàng thì siêu sắc luôn các bác nhá, siêu sắc. Con này thì nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình làm thủ công này, làm nghề hoặc là nói chung là cắt các thứ linh tinh, nó cũng rất là nhỏ gọn luôn. Quai của nó cán rất là chắc chắn luôn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác lên cho em đó là, các bác lên cho em đó là đây, em sẽ đo thực tế cho bác. Con này thì nó dài là đi 15 cm nhá, kéo dài 15 cm. 15 cm như này, 15 cm rưỡi. Em gọi cho nó là kéo dài 15 nhá. Lên cho em là kéo 15. Con này thì giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá, kéo 15. Giá sẽ là 10k. Đấy, các bác lên cho em là kéo 15 này. Kéo 15. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này, giá siêu rẻ mạt luôn. Đấy, 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này nhá. Lên cho em là kéo 15 này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho con kéo 15 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo 20 nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là 21 cm này. Đấy. 21 cm như này. Đấy thì con này cũng rất là ngon luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Có đầu mở nắp chai này, mở nắp chai rồi kẹp cua ghẹ này, có phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này. Cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn. Con này thì nó sẽ dài là đi 21 cm, 21 cm rưỡi. Thì con này các bác lên cho em là kéo 21 nhá, kéo 21. Giá của nó sẽ là 15k. Đó, kéo 21 này. Kéo 21, giá sẽ là 15k một chiếc, 15.000 một chiếc nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Con này thì sẽ là 15.000 cho một chiếc kéo như này nhá, 15k một chiếc. Còn con này thì sẽ là 10.000 thôi, 10.000 cho một con kéo như này. Đấy, dài 15 cm, con này thì dài 21 cm.
Đó, thì các bác muốn lấy combo thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy nhá. Lấy combo thì lấy mỗi loại một chiếc thì lấy, hoặc là lấy lẻ thì lấy nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật, thanh lý siêu thị nhá. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, siêu sắc bén, thép trắng không gì, và giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Con này sẽ là 15.000 một chiếc, và con này sẽ là 10.000, 10.000 đồng chiếc kéo như này thôi. Giá thanh lý gần như là giá cân ký luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kích điện nhá, 175.000. Con này sẽ là chuyển từ điện áp quy 1224 sang điện 220V. Đây, có công tắc đóng ngắt ở đây này, có cổng sạc luôn, và có chân cắm cho điện các bác sử dụng điện trực tiếp nhá. 175.000. Lên cho em là kích điện nhá, kích điện 175.000. Các bác cắm là áp quy 1224 đều được hết nhá. Đấy. Đầu ra của nó này. Đấy, 12V hoặc 24V nhá. Đó. Công suất của nó là lên tới điện 220V và có cho các bác là 100mA này. Đó, giá rất là ok cho bác luôn, 175.000. Về nhà các bác chỉ cần kẹp vào bình ắp quy cái là sẽ có ngay điện 220, chạy quạt điện này, chạy các thiết bị điện 220 ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi sinh tồn nhá. Đấy, còi sinh tồn. Giá thì sẽ là, cái còi sinh tồn thì bao nhiêu đấy? Còi ấy này, còi có la bàn này. Đây, một con còi rất là đẹp như này các bác nhá. Đó. Đấy. Còi cứu hộ các bác nhá, còi cứu hộ 25.000. Con này thì có cả cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ miền Bắc đang là trên 30 độ C này. Đó, và có cả la bàn luôn nhá, có cả la bàn các thứ như này. Lên cho em là còi cứu hộ, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho con còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, là cái đế nóng. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm nóng tất cả mọi thứ luôn. Đây, có báo điện này, có điều chỉnh nhiệt độ này, có số 1, số 2, số 3 này, và đây là cái đế bằng gang này. Các bác cứ đặt lên, các loại xoong nồi đều đun được hết nhé. Xoong nồi inox nhôm nhức đun được hết luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên đây là nó sẽ giúp cho các bác giữ nóng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Lên cho em là đế nóng 130.000 cho con đế nóng như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Đấy, chổi tự vắt đây. Con này thì rất là tiện luôn. Khi các bác sử dụng thì là nó sẽ có cái tính năng là các bác chỉ cần là lắp vào cho em và kéo nó sẽ tự vắt nhá. Đấy, đây. Có 3 nấc cho các bác về các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100 cành cho cái chổi tự vắt này thôi. Xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó, sau đó thì các bác nâng lên cho em. Xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Vắt thì các bác kéo này cho em là nó sẽ kiệt này. Đấy. Kéo này nó sẽ tự vắt cho các bác này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3, xoay 360 độ và nó sẽ tự vắt cho các bác luôn. Lên cho em là chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 nhá. 100k tròn cho con chổi tự vắt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia kéo vắt cành trên cao nhá. Con này thì nó sẽ là một cái đầu lưỡi cưa và một đầu kéo như này. Đây, đầu kéo như này các bác này. Đầu kéo rất là to luôn. Hàng made in Japan nhá, kéo cắt cành trên cao. Đó, về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Kéo cắt cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. Con này. Đấy. Bắt kéo vào, giật dây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Đấy, em sẽ cắt lại thử một lần nữa cho các bác xem này. Đấy, ví dụ cành này cành tươi các bác nhá. Các bác móc kéo vào này. Đứng dưới giật dây. Đấy. Đấy các bác lắp vào để mình cắt nhá. Đấy. Có cả đầu cưa luôn nhá. Có cả đầu cưa thì các bác lắp vào các bác cưa. Ngoài ra thì bên shop bán là không có kèm cán đâu nhá. Về nhà các bác tự chế cán nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ kéo bộ làm vườn nhá. Bộ làm vườn thì combo 4 món như này sẽ là 160.000. Bao gồm cho các bác là hai cưa này. Đấy. Hai cái cưa như này. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đó. Ngoài ra thì sẽ là có hai kéo này, một con kéo cắt cành như này, kéo cắt cành như này, thép SK5 không gỉ này. Đấy, có kèm thêm một lò xo. Đây, kéo cắt cành như này nhá. Đấy, một con kéo cắt cành như này các bác này. Đấy, một con kéo cắt cành như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác thêm là một cái kéo tỉa nữa nhá. Một cái kéo tỉa nữa. Kéo tỉa này thì nó sẽ là 20 cent. Đấy, cũng hàng made in Japan hết nhá. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá. Đó. Thì combo cho các bác là 4 món sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món, bộ bao gồm là bộ 4 cưa kéo nhá. 160.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ theo giá lẻ các bác, mua lẻ thì sẽ theo giá lẻ nhá. Thì con kéo tỉa này sẽ là 40k này. Con kéo tỉa này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con kéo tỉa như này. Đấy. Còn con cưa gấp này thì giá của nó sẽ là
60k nhá, 60k cho con cưa gấp như này. Đấy. 60.000 này, 60.000 cho con cưa gấp như này. Con kéo cắt cành này thì sẽ là 80k nhá. 80k cho con kéo cắt cành như này nhá. Kéo cành. Đấy, 80.000. Ngoài ra thì con cưa lách này thì giá của nó cũng là đây, con cưa lách này bao nhiêu đấy? Cưa lách này cũng là 40.000 luôn, 40k nhá. 40k cho con cưa lách như này. Đấy. Thế là nếu các bác mua combo thì chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì rất là đắt nhá. Mua lẻ thì nó vào hơn 200 cơ. 40 là 80, 80 là đi 160, 60.000 nữa là vào 220. Thế mà các bác mua combo 4 món như này nhá. 4 món cưa kéo như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là bộ 4 món cưa kéo nhá. Đấy. Bộ 4 món cưa kéo 160k cho 4 món luôn. Tính ra vào có 40.000 một món này thôi. 44 16 này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái búa đinh nhá. Hai cái búa đinh nhá. Đấy. Thì con búa A1 này thì sẽ là 130.000 A1 này. Đấy. Con này lên cho em là A1 nhá. Búa A1 130.000. Còn con A1 A1 là to đúng không? À búa A2. Búa A2 to nhá. Con này sẽ là A2 to này. A2 to là 130.000. Còn con A1 nhỏ nhá. A1 nhỏ chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 này. Con nhỏ này là 80 cành nhá. Còn con to này sẽ là con to là 130.000. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy, có con nhỏ con to, lấy con nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, hàng công nghệ của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho con máy tiết kiệm điện này thôi. 60k. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con máy tiết kiệm điện như này. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, giá chỉ có 60 cành thôi nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện này, giá 60.000 siêu rẻ luôn. Một tháng các bác có thể tiết kiệm được từ 30 đến 50% hiệu điện tiêu thụ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ô dù của Nhật như này nhá. Dòng này nó sẽ là dòng tự động này. Đây, bật ra này. Đấy, bật ra tự động như này. Hàng thì của nó là nan kép và của nó sẽ là hàng nan là nan kép nhá. Và của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 1 mét này. Rất rộng luôn. Nan kép đường kính 1 mét. Tự động cho vào này. Đấy. Các bác chỉ cần là xoắn vào cho em là xong. Đấy. Mình đẩy vào như này cho em là xong này. Sau đó thì mình gấp vào này. Đấy, sau đó mình gấp vào. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đấy. Bật ra như này các bác nhá. Bật ra như này nó sẽ ra này. Còn bấm vào thì các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn lấy này là nó sẽ bật vào luôn. Đó, rất là tiện. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80.000 cho cái ô dù Nhật như này nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải ni lông trơn nhá, nước đổ đầu vịt nhá. Đó, vải ni lông trơn nước đổ đầu vịt cho các bác luôn. 80k. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. 80k cho cái ô dù Nhật như này, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Ô dù Nhật 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia mã này nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Này nó sẽ là bộ ba tô nhá, bộ ba tô 90.000. Tính ra vào 30.000 một chiếc thôi. Nó sẽ có cho các bác là ba cái tô. Cái to nhất này của nó sẽ dung tích lên tới con to nhất này thì dung tích của nó là lên tới 1.8L nhá, 1.8L như này. Cũng khá là dày luôn. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900. Đấy, 900. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900 này. Và con này thì của nó sẽ là 1.2L. Ba cái tô này thì các bác dùng rất là tiện, hàng inox này. Các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm rồi nói chung là múc cơm canh. Đấy. Nhà có khách khứa dùng rất là tiện, sạch sẽ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là rửa ráy nó tiện, không lo bị bong chốc rồi. Đấy, bong chốc bị vỡ nhá. Giá sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba tô nhá. Ba tô 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút nước rửa bát nhá. À cái hút rửa bát nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây các bạn này. Đấy. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa đến than dầu, thành lỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox kèm theo dây silicone dài khoảng 1 mét. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Các bác hãy tham khảo ở nó trong sổ hàng để trải nghiệm nha.
mình cứ mua cái can 5 lít về, sau đó thì mình cắm vào cho em là xong. Trở nên gọn gàng hơn đáng kể với chi phí chỉ mấy chục nghìn đồng, việc lắp đặt vô cùng đơn giản. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới can dầu, thông hàn lỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox kèm theo dây silicone dài khoảng 1 mét. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Giá chỉ có 70.000 thôi nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái này sẽ không có vòi như Phương nhỉ? Cái bộ 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng như này giá 110.000. 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng. Lên trên hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 110.000 thôi. Giá cực kỳ là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. 110.000 cho 5 cái hộp mũi khoan đa năng như này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi tất cả nhá. Mũi của nó là hình mũi khế như này nhá, hình mũi khế này. Thép của nó là có phủ titan luôn. Có phủ titan nên là khi khoan được hết nhá. Khoan các loại chất liệu đều được hết trừ kính cho em thôi. Trừ kính còn lại là khoan được hết nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 dùng rất là tiện, khoan tường, khoan đồ đa năng luôn. Khoan kính, khoan giếc 110.000. Tiếp theo thì em đem cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đây, quạt xanh. 55.000 cho con quạt xanh như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc luôn nhá. Bao gồm một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ cần là đưa ra là mình sử dụng thôi, kéo cao được lên tới khoảng gần 40 cm. Có công tắc ở đây. Các bác có thể dùng số 1 2 3 tùy theo nhá. Thời gian chạy của nó liên tục từ 3 đến 5 tiếng tùy theo dung lượng sạc nhá. Có 3 số này. Các bác có thể để ở mọi ngóc ngách đều được hết nhá. Đấy, gập lên gập xuống đều ok. Lên cho em là quạt xanh 55.000 một chiếc nhá. Quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây điện vàng nhá. Đây. Chiều dài của nó thì từ 15 đến 20 m nhá, từ 15 đến 20 m, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đây. Nó sẽ là một đầu dây đúc liền như này và một ổ cắm này. Đó. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, có đèn báo nhá. Ổ này là ổ chống vỡ nhá. Giá thì sẽ là 150.000 cho một cuộn dây như này. Lên cho em là dây điện vàng 150.000 nhá. Dây điện vàng 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. 100.000 cho con cân sức khỏe như này. 100.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cân như này, có kèm sẵn cho các bác là cả pin điếc luôn. Các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Cân của nó thì nó sẽ là dạng cân kính cường lực như này nhá. Kính cường lực lên tới là 180 cân, có báo số điện tử, các bác về lắp pin vào cho em là xong. 100.000 cho con cân sức khỏe như này nhá. Lên cho em là cân sức khỏe 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Một con bơm 2T hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan này, thương hiệu Santalay made in Japan. Dây của nó thì là dây mềm như này. Đấy. Và đây thì các bác có thể đẩy ra này. Đấy. Đây, hàng thương hiệu Santalay made in Japan. Con này thì giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. 230.000 nhá. Bơm 2T, lên cho là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng, con này cũng 230 luôn. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. 230.000 nhá. Đó, đây các bác này. Đây, rất tiện ích luôn nhá. 230.000. Có kèm pin cho các bác luôn. Về nhà các bác sử dụng để mình đo đạc rồi làm điện. Có đo vôn kế, ampere kế rồi ôm yếc đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào làm thợ điện thì nên dùng con này. 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Đây nó sẽ làm cái đệm ghế như này. Đệm silicone giá 90.000, đệm than tổ ong nhá. Các bác dùng để mình ngồi này. Đấy, chống bệnh trĩ rồi nói chung là thoáng khí. Đây, có vải dệt 3D như này nhá và than tổ ong như này. Đấy, ngồi rất là sướng luôn. Lên cho em là đệm ghế giá sẽ là 90.000 cho con đệm ghế như này nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo huấn, cơ số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisavilla, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, các bác theo đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy, mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi. Rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn đâu. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này.
bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này nhá, made in Japan các bác nhá, made in Japan, 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá, made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá, bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh, 40.000 một bánh như này, và 101 cho 3 bánh nhá, 342 101 luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá, dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật như này. Cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây. Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. Cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây, cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình. Rất là tiện ích luôn, máy tiết kiệm điện 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này. 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Lên cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận đấy nhá. Đó. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 luôn nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa chức năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho một bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm nó là cái bột thông cống nhá.
bột thông cống của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhé, 25.000 được bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 được cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy. Made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn. Cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này. Bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy. Một cái hệ thống ống như này. Kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000 các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này. Rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó. Hòa theo, rất là tiện luôn. Bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát. Rất gọn gàng và tiện dụng. Đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này. Xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại. Điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá. 30k là cái túi đựng điện thoại như này thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi đựng điện thoại 30.000. Túi điện thoại này 30.000 à? 40k các bác nhá. 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất vỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90k 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy, các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn, không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá.
Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng, giá sẽ là 370k. 370.000 cho con bạn. Bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy. Lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy. Và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này. Có on up các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao. Bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa lên cổng cho em, gắn lên cửa lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành như cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm. Giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vắt cam bằng tay hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có 1-2 quả cam các bác chỉ cần đặt lên như này cho em. Vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi. Uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này. 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm và miệng của nó thì khoảng 2,5cm. Đấy, như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này, cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k.
lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42 giá sẽ là 110.000. 110.000 cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó, đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50.000 cho một con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, cui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50.000. Rồi ok.